chương 861, gấp rút tiếp viện. Thực vậy, hôm nay bọn họ đi tới sau đó. Đó là biết rõ nơi này không có như vậy hung hiểm, có tiêu thiên tọa chấn ở cái địa phương này. Sẽ không ra nguy hiểm gì, nhưng cũng là bọn họ đi tới sau đó. Mới biết tin tức này, tự mình chạy tới nữ võ thần đế cơ ngưng quang. Cũng không biết tin tức này, lá gan rất lớn, toan tính càng lớn hơn tiết hán chậm rãi mở miệng hướng phía nhìn chung quanh đi qua vị này nữ võ thần đế sợ rằng biết rõ tin tức sau đó khăng khăng muốn đến gấp rút tiếp viện đánh cuộc một lần sợ rằng nàng là nghĩ bốn tên nữ đế liên thủ thế giới áp chế lực trấn áp võ nguyên hư cùng võ nguyên thần bắt lấy võ viêm phá còn có tất cả tàng võ vị cách thần linh nàng nếu như chạy tới năm vị liên thủ phát động thế giới áp chế lực đem ẩn núp tại tàng võ giò xét hạng người một lưới bắt hết tuyết hán đây mở miệng liền tinh chuẩn hiểu rõ cơ ngưng quang suy nghĩ hoàng đạo tôn đi theo gật đầu tán thành tiết hán phỏng đoán đồng thời cũng cho rằng cơ ngưng quang như vậy muốn kỳ thực không sai người tài cao gan lớn a có thể khống chế thần tộc xây dựng lại thần đình cùng với nàng can đảm cẩn trọng tác phong không thoát được quan hệ dừa theo mặt ngoài đến nhìn nàng cái ý nghĩ này một khi thành công đó là kiếm lời lớn kết quả bên cạnh tiết hán chính là cảm thấy đặc biệt nhắc tới đây võ nguyên khôn lá gan cũng rất lớn hắn đã đắc thắng trở về làm sao còn đi mà trở lại hắn chẳng lẽ liền không lo lắng bản thân cũng thua ở nơi này sao hoàng đạo tôn hít một cái cặp mắt có lẽ ở trong tay của hắn có cái gì đặc biệt át chủ bài với tư cách chống đỡ phấn khích mới dám như vậy tùy ý làm bậy đi trước mắt chỉ sợ không phải thảo luận chuyện này thời điểm lôi chính pháp tại bên trên ngược lại vội vã mở miệng vẫn là nhanh chóng gấp rút tiếp viện đi qua đừng để cho nữ võ thần đế xảy ra chuyện gì bên trên tiêu vương nghiêng đầu nhìn về phía tiêu thiên chắp tay nói sư phụ dám hỏi làm thế nào ta mang bọn ngươi đi qua xuất thủ để các ngươi đến tiêu thiên vừa nói bên cạnh trường lực bắt đầu bao phủ mọi người nâng bọn hắn bắt đầu bay lên đi vùng trời, trước. Tiên quan sát tình huống rồi nói sau, ta tùy tiện xuất thủ. Chỉ sợ là phải bị đối phương phát hiện, hơn. Nữa, ai biết đối phương có phải hay không trong bóng tối ẩn tàng cái gì quỷ bí kế hoạch. Phải cẩn thận đề phòng mới được. Trong miệng lẩm bẩm tiêu thiên, mang theo mọi người bay cao tốc độ. Chính là càng lúc càng nhanh, không bao lâu liền biến mất tại rừng lại tại chỗ triệu ngộ bên cạnh nhìn đến tiêu thiên đi xa phương hướng trầm mặc một lát sau triệu ngộ là thưởng thức miệng trước mặt trà hướng phía kia lâm viên quảng trường phương hướng nhìn lại lập tức tam đại hoàng tử muốn tề tụ triệu ngộ nhìn mắt võ nguyên hư cùng võ nguyên thần tấm tắc có tiếng tiếp tục xử lý trước mặt công việc đồng thời vùng trời ảm đạm hắc ám tinh không bên trong bị tiêu thiên trường lực bao phủ tiết hán Hoàng đạo tôn cùng tiêu vương và lôi chính pháp thân hình cũng là thuận theo hơi ngưng lại. Sau một khắc, bọn hắn nhìn tận mắt không gian bốn phía hơi chấn động. Vây bầy sụp đổ tư thế, sau đó, tiêu thiên mang theo bọn hắn về phía trước bắt đầu nỗ lực. Không gian vỡ vụn trồng chất để bọn hắn tại thời gian cực ngắn bên trong. Điên cuồng về phía trước vọt ra ngoài, không gian xung quanh chi vặn vẹo để cho bọn họ tầm mắt cũng không có cách nào thẳng tắp nhìn về phương xa toàn thân trên dưới cũng bị nghiền bên trên áp lực cực lớn bắt đầu khẽ run lên bạch còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng ừ, mọi người đã đến cơ ngưng quang phụ cận thực lực các ngươi không tệ mang theo các ngươi hơi có thể chạy nhanh một chút tiêu thiên âm thanh tại bên tai của bọn hắn vang dội lúc này bốn người mới tỉnh hồn lại thông qua bản thân tinh không ngọc bài và xung quanh phản hồi xác định chỗ ở mình phương hướng quả nhiên là ngự châu danh giới đến gần vị diện chiến tranh chiến trường cũng là cùng thần đình lãnh thổ có chút tiếp giáp đồng thời tới gần nơi này một bên sau đó cách đó không xa chém giết tạo thành thiên địa dao động có thể thấy rõ ràng truyền tới quả nhiên chính đang chém giết quá quá nhanh hoàng đạo tôn không nhịn được kinh hô một tiếng đây vẫn chỉ là hơi chạy nhanh hơn một chút sao vào giờ phút này hoàng đạo tôn càng rõ ràng hơn cảm nhận được tiêu thiên thực lực đến cùng kinh khủng giường nào đối phương trường lực bao phủ ở trên người thời điểm hắn đều không có năng lực chống cự trong nháy mắt đó hắn hoài nghi tiêu thiên một cái ý niệm liền có thể triệt để xóa bỏ mình sức mạnh khủng bố cỡ nào khó trách tiết hán tại biết rõ tiêu thiên tồn tại qua đây sau đó đối với tàng võ dị thường đòn bí mật liền không thèm liếc một cái, có thực lực. Bực này người tọa chấn, cái gọi là tâm phúc đại hoạn. Tại hắn đây bất quá là thằng hề nhảy nhót, chuẩn bị ra tay đi. Tiêu thiên bên này, ánh mắt hướng phía lôi chính pháp còn có tiêu vương phương hướng nhìn sang. Trong khoảng thời gian này, thực lực các ngươi đề thăng không ít. Bắt lấy bọn hắn nên vấn đề không lớn, trừ chỗ đó ra còn có hai vị này lão tiên sinh từ bên cạnh phụ trợ nếu là thua nói đến nơi này tiêu thiên trong mắt hiện ra một vệt quang mang mãnh liệt liền cho thấy trong khoảng thời gian này các ngươi tu hành không quá đủ nghe tiêu thiên nói tiêu vương cùng lôi chính pháp cơ hồ là không hẹn mà cùng dùng mình một cái trong đầu của bọn hắn bên trong nhớ lên khoảng thời gian này trải qua liền răng đánh nhau đầu cũng vui vẻ, có tiêu thiên ở bên người, tự mình dạy dỗ bọn hắn tu hành. Dĩ nhiên là làm ít công to, hơn nữa có thể khống chế rất nhiều đi qua không biết kỹ xảo, đặc. Biệt là tiêu vương, khi lấy được tiêu thiên chỉ điểm sau đó. Càng cảm giác hơn đi qua trong khoảng thời gian này. Hoàn toàn là tại uổng phí hết sức của chính mình, đi theo tiêu thiên tu hành. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng đi so sánh hoàn toàn thì không phải cùng một người, đồng dạng có như thế cảm thụ còn có lôi chính pháp. Thực lực bản thân đề thăng, đương nhiên mừng rỡ như điên, có thể vấn đề duy nhất. Chính là đây tu hành quá trình, đã không chỉ là thống khổ đơn giản như vậy. Hoàn toàn là hành hạ, tu hành thời điểm, tiêu thiên chi nghiêm khác. Khiến người tức lộn ruột, nhưng dạng này khổ sở. Bọn hắn lại không thể không tiếp nhận, hai người cũng hết sức rõ ràng mình đón nhận lực lượng như vậy, lại thân ở tại đây dạng vị trí. Hẳn đương nhiên phát huy ra mình toàn bộ giá trị, bảo hộ tàng linh. Thủ hộ mảnh thiên địa này, động thủ. Lôi chính pháp khẽ quát một tiếng, chính là hướng phía tiêu vương kêu lên âm thanh. Trước tiên hướng phía phía trước thiên địa quy tắc dao động phương hướng xông tới giết việc này. Không nên chậm trễ, thời gian không cho phép lãng phí, tiêu vương theo tiếng cũng là hướng phía. Phía trước mà đi, tốc độ thật nhanh trong nháy mắt liền biến mất tại tiết hán cùng hoàng đạo tôn trước mặt, hai người chố mắt nhìn. Nhau, khoảng cách gần như vậy cảm thụ, mới có thể phát hiện tiêu vương cùng lôi chính pháp hôm nay thực lực cường hãn, vượt xa khỏi. Tưởng tượng của bọn họ, tiết hán cùng hoàng đạo tôn cũng rất nhanh kịp phản ứng. Hướng phía phía trước vọt tới, mau mau động thủ cũng tốt. Tránh cho gây thêm rắc rối, cùng lúc đó, tiêu thiên bốn phía giao động tiêu trừ thật giống như không tồn tại người như hắn một dạng, ánh mắt chính là ngưng mắt nhìn đến phía. Trước tọa trấn nơi này, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, mà phía trước, nữ võ. Thần đế cơ ngưng quang, đang theo bốn phía vây khốn mình tàng võ thần linh. Anh dũng chém giết, toàn thân trên dưới, lập lè hào quang màu vàng sẫm. Hóa thành núi cao bình trướng, chống đỡ tầng tầng lớp lớp thế công. mươi 862, Trấn nhiếp toàn trường cơ ngưng quang mang theo cự thuẫn cẩn thận đề phòng tình huống chung quanh nó toàn thân trên dưới lóng lánh thần quang chiếu dọi hướng về tứ phương bị kỳ quang mang bao phủ tất cả tàng võ thần linh chỉ cảm giác mình phảng phất là bị núi cao trấn áp một dạng không chỉ như thế thực lực cũng là ước chừng suy yếu một thành bản thân bọn hắn vị trí tại địa giới chính là tại tàng linh thượng giới đừng nói là động thủ chỉ riêng là tồn tại ở nơi này sẽ bị cái địa phương này thiên địa quy tắc cho trấn áp, cộng thêm trước mặt nữ võ thần đế cơ. Ngưng quang thế giới áp chế lực, hai người hợp nhất. Để bọn hắn thực lực giảm nhanh hai thành có thừa, điều này cũng chính là cái gì bọn hắn súng lại. Chốc lát cũng không có cách nào đem nữ võ thần đế cơ ngưng quang triệt để lấy xuống nguyên. Nhân, súng lại tại nữ võ thần đế cơ ngưng quang bên cạnh những này tàng võ vị cách thần linh. Toàn thân trên dưới, tuy rằng cũng tràn ngập đại đạo uy áp hơn nữa không ngừng phát động tấn công, bất quá bọn hắn dạng này dò xét tính công kích. Rơi vào cơ ngưng quang trên thân, cũng là gãi không đúng chỗ ngứa. Không đáng nhắc tới, ngược lại thì bọn hắn muốn để phòng trước mặt vị này nữ võ thần đế. Bỗng nhiên bạo phát công kích hướng phía bọn hắn tập kích qua đến, cứ việc trước mặt cái này nữ. Võ thần đế sở trường đúng là chiến trường phạm vi lớn chém giết năng lực hơn nữa năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn bất quá tại tàng linh địa giới bên trên nếu không cẩn thận nói trực tiếp thuyền lật trong mương cũng không phải là không có khả năng huống chi nữ võ thần đế cơ ngưng quang phòng ngự mạnh công phạt có thể sức yếu một ít so sánh chính là cùng với nàng cùng tầng thứ cường giả giống như bọn hắn loại này phổ thông vị cách thần linh căn bản là trụ không được đối phương bạo phát sát chiêu cơ ngưng quang, ngươi thực lực lại tăng lên không ít, thật là khiến người ta thán phục a. À. Lúc này, mi tâm có đến ấn ký trẻ tuổi bộ dáng người đang khoanh tay, lơ lửng ở bên cạnh tinh không bên trong, mà hắn phía dưới chính là có đến một cái kim loại la bàn, xoay chậm chậm đến phía trên càng là lập lè tia sáng trói mắt. Cơ ngưng quang nghe thấy lời của đối phương, không có trực tiếp trả lời, chỉ là lơ đãng mắt liếc đối phương dưới chân kim loại la bàn từ. Phía trên, hắn cảm nhận được trận pháp dao động, hơn nữa ẩn chứa trong đó khủng bố uy năng. Vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng, cơ ngưng quang có thể khẳng định. Một khi đối phương dưới chân la bàn bên trong trận pháp triệt để bộc phát ra. Mình giữ nhiều lành ít, thực sự là. Cơ ngưng quang cắn răng, trong tâm có một ít chán nản, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Đối phương lại có thể phát hiện mình tung tích hơn nữa ngọn nguồn chính là đối phương dưới chân la bàn cụ thể dùng biện pháp gì nàng càng là đầu óc mơ hồ nàng cũng thán phục đối phương lá gan rất lớn vừa mới tại thái thượng hoàng đình bên kia phạm phải kinh trời cử chỉ không mau chóng rời khỏi tàng võ địa giới vậy mà còn đến đến bên này cơ ngưng quang hơi ngưng tụ đến cặp mát kỳ thực trong tay nàng còn có át chủ bài nhưng không vội vận dụng bản thân này chính là vì trên chiến trường đánh bất ngờ thi triển trước mắt còn chưa đến cuối cùng thời cơ, tùy tiện bại lộ nói, quá thiệt thòi, hơn nữa. Cơ Ngưng Quang còn muốn dò xét một hồi, nhìn đối phương một cái cái này la bàn bên trong. Tích chứa trận pháp rốt cuộc là cái gì? Có uy năng gì, tay bên trong rốt cuộc là có nhiều át chủ bài, cư nhiên để cho hắn có gan. Lại lần nữa tiến vào tàng linh địa giới bên trong, nói: "Đi Cơ Ngưng Quang, ta kia hai cái không thành khí huynh đệ." rốt cuộc là làm sao rơi vào trong tay các ngươi. Võ Nguyên Khôn tại đây, lên tiếng lần nữa. Ngưng mắt nhìn đến trước mặt cơ ngưng quăng, Võ Nguyên Khôn nói. Để cho cơ ngưng quăng ánh mắt hơi lúc lắc một cái, rất hiển nhiên. Lúc này nội dung tình báo vẫn không có truyền đến cái này Võ Nguyên Khôn trong tay. Đối phương còn không biết rõ thật tình, sợ rằng chỉ là từ chỗ khác phương diện biết rõ võ nguyên hư cùng võ nguyên thần nhiệm vụ thất bại, thua ở Lưu Sơn Phủ trong đó. Xem ra, các ngươi tại không biết rõ lúc nào. Tại trên người của ta để lại đuổi theo thủ đoạn A. Cơ ngưng quăng cười lạnh một tiếng. Mang theo cự thuẫn nhìn quanh một hồi bốn phía vị cách thần linh. Lại lần nữa nhìn về phía võ nguyên khôn, võ nguyên khôn cũng trong mắt thần sắc Cũng là hơi lóe lên một cái, không có lên tiếng, chỉ sợ các ngươi là mượn dạng này đuổi theo thủ đoạn. Phát hiện chiều ta đến Lưu Sơn phủ phương hướng đến gần, mà. Các ngươi cũng biết, võ nguyên hư cùng võ nguyên thần đã bị bắt, hơn nữa ngay tại bên này. Lại không dám tùy tiện tiếp cận, liền muốn nửa đường chặn lại ta, chỉ. Là ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là nơi nào đến lá gan. Vậy mà ở cái địa phương này động thủ, vừa. Nói, cơ ngưng quang toàn thân trên dưới uy áp lại lần nữa bung ra phía trên đỉnh đầu rõ ràng là hiện ra một đầu bằng đá hùng hậu thần long cơ hồ là tại cái này thần long hiện lên trong nháy mắt bốn phía tàng võ vị cách thần linh có thể rõ ràng cảm giác đến bản thân trên dưới thật giống như bị hóa cứng một dạng võ nguyên khôn bỗng nhiên là cười lên không nhịn được vỗ tay rốt cuộc là nữ võ thần đế phản ứng rất nhanh nhưng rất đáng tiếc người chỉ một thân một người quá mức bất cẩn vẫn là thành thành thật thật theo ta đi một lần đi, nói. Ra nơi này, Võ Nguyên Khôn bỗng nhiên là vung tay lên. Tỏ ý bên cạnh những này tàng võ vị cách thần linh. Hướng phía trước mặt cơ ngưng quang súm lại đi qua. Cái khác tàng võ thần linh, nghe Võ Nguyên Khôn mệnh lệnh. Nhộn nhịp chấn động bản thân đại đạo chi lực, lấy trạng thái tột cùng nhất. Đi vào mạnh mẽ chống cự mặt này phía trước xảy ra bất ngờ trạng thái quỷ dị, cơ ngưng quang cũng là thần sắc ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch cứ việc mình phòng ngự vô song. Bất quá đối mặt nhiều địch nhân như vậy, nếu như không đánh khởi hoàn toàn tinh thần. Sợ rằng sẽ hao tổn quá nhiều linh khí, đến lúc đó. Đồm đột, ngay tại những này tàng võ vị cách thần linh, đang muốn súng lại liều chết sung phong thời điểm. Cách đó không xa, xảy ra bất ngờ tiếng sấm nổ thanh âm, nổ tung một dạng nổ vang, tàng võ rác rưởi dám cả gan tại tàng linh càn rỡ tìm chết tiếng giống giận dữ vang vọng tại phiến tinh không này bên trong chấn động tinh không bên trong khí tức đều là gào thét không thôi trong phút chốc lôi chính pháp thân ảnh đã đắm mình trong màu máu lôi đình xuất hiện ở mặt bên một cái tàng võ vị cách thần linh trước mặt cơ hồ là trong chớp nhoáng này cái kia tàng võ vị cách thần linh chỉ cảm thấy nặng nề uy áp khí thế hướng phía mình mặt đổ qua đây toàn thân không khỏi như nhũn ra thậm chí không đợi hắn phục hồi tinh thần lại trước mặt bồ phiến một dạng trong tay đã hướng phía hắn bên này vô tới không tốt đây tàng võ vị cách thần linh trong tâm thầm kêu không ổn vội vã là muốn mau né nhưng này trong lòng bàn tay quanh quẩn lôi đình nhạy bén không thôi không chỉ như thế đây quanh quẩn lôi đình một trưởng bắt tới thời điểm mạnh mẽ đem hắn hộ thể linh khí, hiện lên đại đạo chi lực. Đụng vỡ nát, bát, bàn tay bắt lấy vị này ô thần linh mặt đột nhiên phát lực. Ẩm ẩm hướng phía bên cạnh một cái phương hướng đập tới, ngay trong nháy mắt này. Tiêu vương thuận theo mà đến, một quyền đánh về phía đập tới lôi chính pháp lòng bàn. Tay, đông, thiên địa hoan hỉ, nồng đậm đại đạo chi lực cùng khí tức. Linh khí đều là dung nhập vào bốn phía tàng linh thiên địa bên trong, lôi chính pháp cùng tiêu. Vương vừa ra tay, trong nháy mắt đem một cái tàng võ vị cách thần linh xóa bỏ, chấn nhiếp toàn. Trường, mươi 863, đây là muốn huynh đệ đoàn tụ. Bởi vì tàng võ cái này vị cách thần linh. Chết thảm tại tàng linh thượng giới trong cương thổ tất cả về hắn. Đều đã hóa thành chất dinh dưỡng. Trở thành toàn bộ tàng linh thượng giới một phần trong thiên địa hoan hỷ. Không ngừng chấn động bốn phía trung cổ tề minh hơn nữa có đến mông lung khí tức thiên địa hóa thành tiên đình thần cung có đến mông lung hư ảnh thật giống như tiên nữ nhảy múa toàn bộ tàng linh thiên địa trong khoảng thời gian này bên trong có thể nói là mừng rỡ như điên dù sao đi qua không biết bao nhiêu năm đều không có trong khoảng thời gian này chết đi tàng võ thần linh nhiều a à, tiêu vương cùng lôi chính pháp liên thủ xuất hiện tại trước mặt mọi người dùng cái này cực kỳ phách lối bá đạo tư thế đem cái này tàng võ thần linh chảm sát sau đó vẻ mặt của mọi người đều là hoàn toàn cứng lại đặc biệt là võ nguyên khôn bên kia còn có bên cạnh hắn cái khác tàng võ vị cách thần linh đều là chấn động nhìn đến bên này và bỗng nhiên xuất hiện hai người mỗi cái tàng võ vị cách thần linh trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng hốt bọn hắn không hiểu vì sao bất thình lình bên cạnh mình một vị đồng bào liền mạnh mẽ bị người nát đầu thậm chí một tia năng lực chống cự đều không có cho dù là bị tập kích hơn nữa là bị hai người liên thủ chém giết hơn nữa còn có bên cạnh nữ võ thần đế năng lực thiên phú áp chế còn có mảnh thiên địa này áp chế lực nhưng cuối cùng là tàng võ vị cách thần linh a à. tầng thứ như thế tồn tại có thể siêu nhiên ở tại tàng võ cùng tàng linh giữa trở thành trọng yếu năng lực chiến đấu chính là đến bọn hắn tầng thứ này Muốn dễ như trở bàn tay xóa bỏ, gần như không có khả năng, phải biết. Trở thành vị cách thần linh sau đó, trong cơ thể mình bản thân liền là hàm chứa thiên địa quy tắc đại đạo chi lý theo một ý nghĩa. Nào đó cũng coi là thiên địa một phương kéo dài. Thay đổi thiên địa, phá hư thiên địa, biết bao gian nan a tàng. Võ đám nhóc con, lá gan của các ngươi thật đúng là quá lớn a. Tiêu Vương bên này đã là nhếch miệng cười lên, nhìn trước mặt đám này tàng võ thần linh rời khỏi trấn giữ địa phương còn không có bao lâu công phu các ngươi thật đúng là có lá gan qua đây hừ võ nguyên khôn nơi này là tàng linh địa giới hôm nay ngươi đi đến nơi này thật là tự chui đầu vào lưới bên cạnh lôi chính pháp cũng là diễu cợt lên tiếng toàn thân trên dưới màu máu lôi đình lóng lánh không ngừng có đến tiếng nổ vang dội đồng thời ánh mắt của hắn hướng phía đối diện võ nguyên khôn còn có cái khác tàng võ vị cách thần linh nhìn tới thời điểm mang theo cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố đất trời bốn phía tại hắn đây cực kỳ đáng sợ uy áp chấn nhiếp phía dưới đều là hơi rung động khởi động sóng dậy không chỉ như thế bên cạnh tiêu vương trên thân tiêu tán đi ra khí tức cũng là đại biểu cực hạn lực lượng cảm giác ngột ngạt cùng bên cạnh lôi chính pháp khí tức va chạm lẫn nhau phía dưới thanh âm chấn động phảng phất như là lôi cổ một dạng hung hăng chấn động tâm thần của bọn họ hung muộn khí đoản võ nguyên hư cùng võ nguyên thần ngươi hai cái huynh đệ đã là bị chúng ta bắt lấy thậm chí tại các ngươi tàng võ tiếng tăm lừng lẫy có đến hung thần chi danh võ viêm phá đồng dạng là trở thành tù nhân chính đang lưu sơn phủ quét đường tiêu vương mở miệng lần nữa đưa tay chỉ lưu sơn phủ phương hướng sau một khác nhìn về phía sắc mặt khó coi võ nguyên khôn tiêu vương liếm liếm môi của mình Sắc mặt giữ tợn nhìn chằm chằm đối phương, xem ra các ngươi thật là huynh đệ tình thâm. Biết rõ huynh đệ nhà mình bị bắt, không kịp chờ đợi chủ động đưa tới, muốn xung vầy a à, tiêu. Vương tiếng nhạo báng, để cho bên cạnh Lôi Chính Pháp cũng là cười theo. Dù sao cũng là huynh đệ, dĩ nhiên là muốn chung một chỗ bên. Này, Tiêu Vương cùng Lôi Chính Pháp là ngươi một lời ta một lời. Lăng mạ lên trước mặt Võ Nguyên Khôn, nhìn như là có một ít bất cần trên thực tế hai người bọn họ đều là bí mật quan sát đến đối phương dưới chân kim loại la bàn tỉ mỉ cảm thụ được rốt cuộc là thứ gì vì để tránh cho ảnh hưởng kế hoạch hoặc là không cần thiết không biết rõ lai lịch át chủ bài để cho người đánh bất ngờ tiêu thiên là cẩn thận ẩn núp ở phía xa quan sát bên này nếu là quan sát dĩ nhiên là cần thời gian bọn hắn ở cái địa phương này tán gẫu cũng chính là kéo dài thời gian để cho tiêu thiên ở phía xa nhìn đến nơi này thời điểm có thể nhìn thật cẩn thận một chút nhìn rõ ràng mặt khác cũng là để cho bên cạnh nữ võ thần đế cơ ngưng quang thừa dịp lúc này chậm một hơi khôi phục một chút dù sao nữ võ thần đế cơ ngưng quang bản thân liền là sở trường phòng ngự cường giả hơn nữa có đến siêu cường năng lực khôi phục đặc tính tàng võ cùng với nàng chém giết thời điểm chọn lựa vây công hơn nữa công kích không ngừng nghỉ chính là vì tránh cho nàng thở một cái. Duy trì một cái kéo dài áp chế, trước mắt tiêu vương cùng lôi chính pháp cường thế ra sân. Đem một cái tàng võ vị cách thần linh đánh chết chấn nhiếp toàn trường. Nói chêm chọc cười sau đó, chính là cho nàng thời gian khôi phục mà võ nguyên khôn chính là hít. Cặp mắt ngưng mắt nhìn trước mặt tiêu vương cùng lôi chính pháp. Khóe miệng hơi lay động, hắn hiện tại bất động, chính là ném chuột sợ vỡ bình. Đối dưới mắt tình huống có một ít không nắm chắc tiêu vương chi danh, hắn sớm đã có nghe thấy. Đi qua một cái dấu đầu lòi đuôi, rụt rè e sợ. Chỉ biết ẩn náu tại trong bóng tối đánh lén ra hòa, hôm nay biến thành hung mãnh vô cùng cuồng. Chiến sĩ, quả thực là để cho tàng võ bên kia ngành tình báo dọa không nhẹ, thậm chí khi tình. Huống của hắn chuyển hướng bốn phía thời điểm, càng là chấn nhiếp rất nhiều tàng võ người không thể nào hiểu được hắn rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyển biến. Đối với Tiêu Vương tình huống cùng tình báo, Võ Nguyên Khôn là đã làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Cẩn thận tháo qua, biết người biết ta, đối với địch nhân tôn trọng, đây là cần thiết tình báo. Vô cùng trọng yếu, nhưng này sao vừa nhìn, từ vừa mới động thủ tình hình đến quan sát. Trước mặt Võ Nguyên Khôn năng lực chiến đấu chỉ sợ là tăng lên không ít thực lực. Càng là có đến đại phúc độ tinh tiến võ nguyên khôn không thể nào hiểu được đây tiêu vương rốt cuộc là chiếm được kỳ ngộ gì thực lực vậy mà còn tại đề thăng một cái khác để cho hắn không có cách nào tiếp nhận chính là cái này lôi chính pháp từ tình báo trong đó biết được hắn thực lực tu vi hẳn đúng là rớt xuống mới đúng thân là vị cách thần linh mất đi vị cách chi lực hắn thực lực hẳn đúng là sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống mới đúng vì sao hắn thực lực bây giờ không phải khôi phục đơn giản như vậy so với đi qua càng là tăng vọt rất nhiều thậm chí chiến đấu phương thức đều phát sinh thay đổi cùng tiêu vương một dạng trở thành tiếp cận tay không chém giết tình huống dở trò quỷ gì a à? người không phải dùng đau sao ngay tại võ nguyên khôn cân nhắc tình huống thời điểm nữ võ thần đế cơ ngưng quang tự hồ đã chậm một hơi bỗng nhiên làm khó dễ đông cơ ngưng quang đột nhiên là huy động trong tay cự thuẫn đột nhiên trực tiếp bỗng dưng oanh đập ra ngoài, nặng nề tiếng nổ vang dội sau đó. Phía trên lóng lánh hào quang màu vàng đất, phảng phất là sóng xung kích một dạng chấn động hướng bốn phía, lực sát thương ti rằng không. Mạnh lại có khó có thể dùng lời diễn tả được áp chế lực. Để cho vây khốn tàng võ vị cách thần linh, không tự chủ được bị đẩy lui. Nhường ra trống rỗng vết nứt thừa cơ hội này, cơ ngưng quang lập tức là vọt ra khỏi vòng vây. Hướng phía gấp rút tiếp viện qua đây, Tiêu Vương còn có lôi chính pháp phụ cận qua đây tiếp. Tục, nhìn thấy cái này tuyệt diệu cơ hội tốt. Lôi chính pháp liền vội vàng hô một tiếng, Bạch Tiêu Vương chuyển động theo. Đi theo lôi chính pháp cùng nhau, hướng phía phía trước phát động nỗ lực. Chương 864, học để mà dùng. Lôi chính pháp cùng Tiêu Vương tốc độ bạo phát sau đó. Hai cái thân hình cơ hồ là lôi kéo tàn ảnh hướng phía phía trước tàng võ vị cách thần linh một đám vọt tới, đồng thời. Thân hình của bọn hắn cũng là vượt qua lùi đến nữ võ thần đế cơ ngưng quang, cơ hồ là nhìn thấy. Hai người chạy nước rút trong nháy mắt cơ ngưng quang đã ngưng tụ linh khí. Chuẩn bị lần nữa đi theo sung phong động thủ trước. Tiên khôi phục ở phía sau thay chúng ta duy trì thế giới áp chế lực là được. Đừng tiến lên đến, bên này tiêu vương âm thanh vang dội lên hướng phía cơ ngưng quang hô lên, lôi chính pháp âm thanh, cũng là sau đó vang tới. Duy trì áp chế lực mới là tốt nhất giúp đỡ phương thức nếu như tùy tiện tiến đến tới. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta khoảng cách với nhau phối hợp đối. Với nữ võ thần đế cơ ngưng quang tính cách, tiêu vương còn có lôi chính pháp xem như 10 phần lý giải cơ ngưng quang quá mức chính nghĩa. Đường đường chính chính, chém giết thời điểm đồng dạng là yêu thích cùng đối phương chính diện cứng đối cứng cho nên tiêu vương còn có lôi chính pháp có thể xác định khi bọn hắn phát động thời điểm xung phong vừa mới thoát khốn cơ ngưng quang nhất định là sẽ cùng theo động thủ cho nên mới trước thời hạn mở miệng đúng lúc là lẫn nhau thác thân thời điểm âm thanh truyền tới đối phương trong tai thành công sau khi nói xong bùng nổ ra tốc độ tiêu vương cùng lôi chính pháp đã xa xa gạt bỏ cơ ngưng quang đồng thời cơ ngưng quang đang nghe lời của hai người sau đó cũng không có lại lần nữa hướng phía phía trước nỗ lực đi qua với tư cách một người thông minh một cái đầu não người sáng suốt ưu điểm lớn nhất là cái gì nghe khuyên nghe ý kiến cơ ngưng quăng cũng không có duy trì mình phong cách cá nhân cũng không có lỗ mãng tiếp tục hướng phía phía trước nỗ lực mà là lắng nghe xong tiêu vương còn có lôi chính pháp ý kiến hướng phía sau lui bước không chỉ như thế thể nội cũng là phát động mình năng lực thiên phú thần văn chân long nữ võ thần đế khí tức bốc lên, triển khai toàn thịnh áp chế lực. Hướng về phía phía trước kéo dài nghiền ép lên đi, một khắc này. Không cần chém giết cơ ngưng quang. Có thể đủ tất cả thân tâm đầu nhập vào áp chế quá trình trong đó, đông. Cơ hồ là tại lúc này, những cái kia tàng võ vị cách thần linh, có thể rõ ràng cảm nhận được. Chấn áp tại mình trên thân thế giới áp chế lực cường độ tựa hồ tăng lên một cái nho nhỏ cấp bậc tuy rằng biến hóa không phải đặc biệt lớn. Nhưng đối với bọn hắn tầng thứ này tồn tại lại nói áp chế lực chỉ là đề thăng như vậy một tia. Mang theo thay đổi cũng sẽ là long trời lỡ đất ẩm ẩm tiêu vương cùng lôi chính pháp đang hướng. Vào tàng võ vị cách thần linh quần thể bên trong sau đó thể nội võ đạo khí tức. Không bao giờ lại áp chế. Kèm theo tiếng nổ thật to tiêu vương cùng lôi chính pháp thân thể đều là hơi bành trướng không ít so với bắt đầu lớn hơn đến tận tầm vài vòng bỗng nhiên bành trướng hình thể và cùng thổi khí cầu một dạng bạo phát một dạng cơ bắp để cho hai người cảm giác một ngạt càng thâm cảm giác tàng linh người tu hành võ đạo rất dễ dàng biến thành cái bộ dáng này a à. cách đó không xa bí mật quan sát tiêu thiên nhìn thấy một màn này sau đó tấm tắc có tiếng lên với hắn mà nói truyền thụ cho tàng linh sinh linh võ đạo sau đó rất nhiều người hình thể đều sẽ bành trướng hơn nữa tu hành nhếch miệng càng thêm nghiêng về ngoại công phương diện hơn nữa ý tứ là một cái cực kỳ cương mãnh bá đạo con đường sau khi suy nghĩ một chút tiêu thiên hoài nghi phương diện này có thể là đại thánh gia ban đầu lưu lại nơi này cái thế giới lực lượng trong lơ đãng có đến từng ti ảnh hưởng đại thánh gia tu hành con đường từ trong thần thoại đến nhìn bản thân liền là thân thể cực kỳ bá đạo cường mãnh vô song, càng là có đến pháp thiên tượng địa chi năng. Bành trướng thân thể bản lĩnh, nói không chừng, tại đại thánh ra dưới ảnh hưởng. Cái thế giới này hoặc nhiều hoặc ít là để lại một ít chút cái bóng, tiêu vương bên này cùng lôi. Chính pháp vọt tới tàng võ vị cách thần linh bên cạnh, bành trướng thân thể sau đó thiết quyền. ầm ầm là hướng phía đối phương oanh kích, chất phác không hoa mỹ. So sánh với nhau, tại bọn hắn trước mặt tàng võ vị cách thần linh động thủ phong cách rõ ràng là muốn lóa mắt chọn thêm toàn thân trên dưới là quanh quẩn đại đạo chi lực rực rỡ hào quăng hơn nữa nổ ầm đại đạo chi lực cũng là ở xa xa đường chân trời bên trên nổi lên đại đạo xuất hiện lực lượng trong cơ thể cũng là rót ngược mà ra tàng võ vị cách thần linh mỗi người bắt đầu thi triển bản lĩnh trong đó khoảng cách lôi chính pháp người gần nhất tàng võ vị cách thần linh đưa tay tại há mồm phun một cái, chính là nóng bỏng liệt diễm mãnh liệt mà đến. Phẳng phất là nóng bỏng lan sóng một dạng, gào thét mà đến hơi nóng cuồn cuộn. Trong nháy mắt nhào tới trước mặt đầy khủng bố nhiệt độ để cho bốn phía không gian đều là bị. Phỏng vặn vẹo, liệt diễm giống như trường hà gầm thét lao nhanh. Trong nháy mắt đem lôi chính pháp thân hình nhấn chìm, tóe lên liệt diễm sau đó tàng võ thần linh trong tay chính là nhiều hơn một thanh đao nhẹ nhàng huy động phía dưới chính là để cho không gian hơi tới lui thật giống như lập tức liền muốn cho vỡ ra thân đao bắt đầu hướng bị phỏng đến không gian cốt kết rung động mà ánh mắt của hắn cũng là ngưng mắt nhìn mình toé lên xích viêm sông lửa bên trong hai tay nhẹ nhàng lắc lư giữa chính là chuẩn bị về phía trước bổ trẻ đi qua chỉ là khi hắn sắp bổ trẻ đi ra gào thét một cái bóng người màu đen tại trong biển lửa từng bước rõ ràng liền dạng này mà thôi sao cười như điên âm thanh từ kia lao nhanh như dòng sông một dạng liệt diễm trong đó vang tới lôi chính pháp thân ảnh từ kia liệt diễm bên trong đụng đi ra thân hình cao lớn lúc rời khỏi sông lửa thời điểm toàn thân trên dưới liệt diễm phẳng phất là dòng nước phun trào một dạng kéo lôi ở sau lưng hô hướng theo lôi chính pháp hô hấp tóe lên giữa cũng là có hỏa diễm từ bên trong phun ra ngoài mang theo khói xanh rất hiển nhiên lúc trước tại sông lửa bên trong những này nóng bỏng liệt diễm là chui vào trong cơ thể hắn lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại lôi chính pháp thật giống như vui ở trong đó mười phần hưởng thụ cái này tàng võ vị cách thần linh trợn to cặp mắt không thể nào hiểu được trước mặt tình hình mà đau trong tay cũng là theo bản năng bổ trẻ qua thân đau huy động quá trình bên trong thật giống như không có gì đặc biệt địa phương, nhưng nặng nề thân đau lắc lư không khí âm. Thanh, vuốt ve phiến thiên địa này, phải đem bốn phía không gian cắt bị phỏng vặn vẹo khí tức. Chính là để người ta biết, tích chứa trong đó khủng bố uy năng, tuyệt đối không có trong tưởng. Tượng đơn giản như vậy, nhưng chính là cái này tàng võ vị cách thần linh sát chiêu một dạng. Đào, bổ trẻ hướng về lôi chính pháp thời điểm, hắc lôi chính pháp đột nhiên là gầm thét mà ra thét to trong đó có đến lôi đình đang gầm thét toàn thân trên dưới màu máu lôi đình càng là bành trướng thịnh vượng phẳng phất là từng đầu lôi long du tẩu toàn thân trên dưới tay hắn đột nhiên là bắt được đây bổ trải qua đây một đau phịch một tiếng vững vàng bị tiếp lấy vẫn không nhúc nhích khí tức khủng bố tri cực cái này tàng võ thần linh trực tiếp là sững sốt nhìn đến bị bắt đao phong ngẩng đầu thời điểm, đang chạm tới Lôi Chính Pháp mặt mũi giữ tợn, đồng thời Lôi Chính Pháp suy nghĩ một chút, bộ não bên trong nổi lên Tiêu Thiên cho mình và Tiêu Vương chỉ điểm tu hành thì thích nhất nhắc tới một câu nói, Lôi Chính Pháp vừa nghĩ đến đây, nhếch miệng cười một tiếng. Mềm yếu vô lực, chương 865, chính diện đối chiến. Dứt tiếng, cầm đao bị Lôi Chính Pháp bắt bí lấy cái này tàng võ vị cách thần linh biểu tình khó coi sắc mặt đều được màu gan heo không có thể đem trước mặt cái người này chặt xuống thì coi như xong đi nhưng mà hắn lời mới vừa nói lại là có ý gì có như vậy làm nhục trào phúng người sao mà lôi chính pháp nhìn thấy trước mặt đây tàng võ thần linh biểu tình chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái thoải mái lời nói này thật là thoải mái tri cực sảng khoái bị bắt binh khí cái này tàng võ vị cách thần linh lúc trước nghe lôi chính pháp đùa cợt bản thân liền tràn đầy lửa giận, lại ngẩng đầu nhìn lên da của đối phương tính. Càng là giận không kèm được, cảm giác mình bị làm nhục gấp bội, có thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhục, hô, gần giống như tiếng gió ở đó gầm thét. Tên này tàng võ vị cách thần linh toàn thân trên dưới phảng phất là bị đốt liệt diễm. Điên cuồng khuyến khích lên, sau lưng lơ lửng không trung đại đạo. Đồng dạng là tinh hỏa điểm điểm, hắn cái tư thái này. Rất rõ ràng là tính toán trực tiếp liều mạng, nó toàn thân da thịt đều là hơi phiếm hồng. Tản ra nhiệt độ, để cho xung quanh không gian đều là hơi vặn vẹo mơ hồ, ầm ầm, cái này tàng võ vị. Cách thần linh, thể nội lại lần nữa phát ra tiếng nổ, hai tay cũng là bành trướng. Lực đạo trong nháy mắt bộc phát ra, kéo kẹt kéo kẹt đao phong vuốt ve cắt chém lôi chính pháp. Bàn tay phát ra sắc bén chói tai vuốt ve âm thanh phanh. Tiếng nổ thuận theo vang vọng mà lên đao phong bên trên tích chứa đại đạo chi lực liệt diễm lại lần nữa nổ tung mà ra bành trướng bốc lên liệt diễm cầu lửa đem lôi chính pháp cùng hắn đều vây quanh bao phủ trong đó chỉ là khi như thế một đoàn liệt diễm tiêu tán mở ra thời điểm hiển lộ ra không phát hiện chút tổn hao nào lôi chính pháp thân thể tên này tàng võ vị cách thần linh lúc trước bạo phát sau đó khí sắc rõ ràng là uể oải không ít mắt nhìn lên trước mặt lôi chính pháp toàn thân trên dưới tựa hồ tổn thương gì đều không có. Cả người đều đã triệt để ngốc trệ tại chỗ đó, hoàn toàn mơ hồ, vì sao? Nhìn trước mặt gần trong gang tấc khí tức cuồng bạo. Toàn thân tắm mình tại màu máu lôi đình trong đó thân ảnh, tên này tàng võ thần linh. Liền cảm giác đối phương phảng phất là ma thần một dạng. Bóng mờ bao phủ bao phủ ở trên người hắn, không rét mà run, người là tự cấp ta cù lét sao? lôi chính pháp nhếch miệng cười lên để lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn cuồng loạn tóc dài tùy ý bay múa còn không đợi cái này tàng võ vị cách thần linh kịp phản ứng lôi chính pháp nắm lấy đối phương chiến đao tay trong nháy mắt bắt đầu phát lực vỗ lên lôi đình cũng là gầm thét tựa hồ đang tăng cầm lực lượng của đối phương tại lực lượng của hắn trong nháy mắt bộc phát ra sau đó đây tàng võ vị cách thần linh chiến đao trong tay ầm ầm nổ tung mờ tung rơi giải rác hướng tứ phương, phốc tên. Này tàng võ thần linh trong miệng lập tức là phun ra ngụm máu tươi. Binh khí này thuộc về hắn vị cách chi lực hiển hiện ra. Xem như bản mệnh thần binh, không thể phá vỡ, khó có thể hư hại. Giống như là đại đạo chi lực một bản, vô kiên bất tồi, chỉ có như vậy binh khí. Cứ nhiên là bị trước mặt lôi chính pháp tay không bóp nát, hừ hừ. Lôi chính pháp hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng lại đến đột nhiên một trường vỗ tại đối phương trên thân màu máu lôi đình kèm theo hắn kình đạo trong nháy mắt xuyên qua đến trong cơ thể hắn a à. đột nhiên giữa bị trọng kích cái này tàng võ thần linh có thể rõ ràng cảm nhận được cái này màu máu lôi đình tại trong cơ thể mình không ngừng điên cuồng du tẩu sinh cơ đang bị cái này màu máu lôi đình liên tục không ngừng phá hư lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi lôi chính pháp trong hai mắt màu máu lôi quang lại lần nữa lấp lóe mà ra song trưởng liên tục không ngừng nện vào mà ra đánh vào trước mặt hắn cái này tàng võ vị cách thần linh trên thân trước mặt cái này tàng võ vị cách thần linh trên thân không ngừng là bạo nổ một bản vang vọng xuất động tĩnh đến chấn động không ngừng mà bị công kích tình huống biểu hiện không chỉ là xuất hiện tại cái này tàng võ vị cách thần linh trên thân càng là hiện lên ở phía sau hắn hiện ra giữa không trung trong đó trên đại lộ vị cách thần linh khó có thể giết chết chính là như thế không đem đại đạo băng diệt nói liền bất tử bất diệt lúc trước cái kia tàng võ vị cách thần linh bị trong nháy mắt xóa bỏ chính là tiêu vương còn có lôi chính pháp hai người liên thủ sau đó trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ khủng bố cường hãn lực sát thương mạnh mẽ đem đối phương đại đạo chi lực đánh tan vỡ bể đầu chỉ là biểu tượng trước mắt lôi chính pháp một người xuất thủ hơn nữa còn muốn đề phòng những phương hướng khác tàng võ vị cách thần linh sẽ đến gấp rút tiếp viện cho nên giữ lại lực đạo cộng thêm trước mặt cái này tàng võ thần linh thực lực đích thực là so với mới bắt đầu một cái kia cường đại quá nhiều không tốt bên cạnh cái khác tàng võ vị cách thần linh đồng dạng là phát giác động tĩnh bên này nhìn thấy đồng bào của mình tại đây bị điên cuồng công kích nhìn hắn hiện ra mà ra đại đạo chi lực, bọn hắn rất rõ ràng, thật sự nếu không đi tiếp viện. Chỉ sợ hắn sẽ bị trực tiếp sống sờ sờ đánh chết, ngay tại gần đây hai cái tàng võ vị cách thần. Linh vừa mới lên đường thời điểm, trước mặt một cái hắc ảnh đã là hiện ra. Đối phương thân hình tại hắc ám tinh không bên trong lăng không vô lê mà tới, bát mờ mịt tinh. Không bên trong, đồm đột vang dội âm thanh cũng là thuận theo vang dội lên, đinh tai nhức óc để cho người nghe là ong ong rung động mà đây trên không đá tới chân gió. Cũng là tại mờ mịt tinh không bên trong chấn động mở ra, vừa mới chuẩn bị tiếp viện hai cái tàng. Võ vị cách thần linh, lập tức là hướng, phía phía sau rút lui đi qua. Chỉ tiếc, tốc độ không đủ nhanh. Vẫn như cũ bị chân này gió đụng chúng, bá đạo ngang ngược lực lượng. Trong nháy mắt là bao trùm tới, chấn động thân thể của bọn họ đều là phát run. Đau đớn không thôi, hơn nữa cái này đau càng thêm để bọn hắn tâm tình trong lòng cảm thấy kinh hãi, loại đau nhức này. Đơn thuần đúng là lực lượng tuyệt đối tạo thành, không giống như là có một ít đối thủ. Đó là lực lượng trong đó ẩn chứa kiểu khác lực lượng, tỉ như độc, suy yếu, bị phỏng. Tổn thương linh hồn vân vân, nhưng mà như loại này dựa vào lực lượng. Tạo thành thuần túy thống khổ, mười phần thưa thớt, dù sao muốn làm được một điểm này. Được mạnh mẽ cỡ nào lực lượng mới được đến bọn hắn tầng thứ này đơn giản lực lượng va chạm bên trên đã sẽ không tạo thành để bọn hắn linh hồn cảm nhận được đau đớn tình huống đường này không thông ngăn cản bọn hắn tiêu vương nhếch miệng cười song quyền va chạm nhau phía dưới bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ động tĩnh tiếng vang biểu dương ra hắn hôm nay đáng sợ lực lượng muốn thành công thông qua nơi này cũng không có đơn giản như vậy a à, hiu kèm theo tiêu vương tiếng nói vừa mới rơi xuống thân hình của hắn tốc độ lần nữa bạo phát trực lai trực vãng dựa vào lực lượng tuyệt đối bạo phát tốc độ kinh khủng duy trì tốt nhất chặn lại tuyến đường rõ ràng chỉ là một người có thể tất cả tàng võ thần linh đồng loạt hướng phía bên này liều chết xông tới thời điểm thân hình của hắn cuối cùng sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn họ mà bọn hắn sắp đối mặt chính là tiêu vương tuyệt đối bá đạo man lực đồng thời cũng biết biết rõ Tình báo trong đó viết tiêu vương chiến lược. Rốt cuộc là cái dạng gì, từ tàng linh bên này truyền trở về nội dung tình báo bên trong. Viết nội dung liền rõ ràng miêu tả tàng linh tiêu vương. Phong cách chiến đấu là tuyệt đối vô pháp ngăn trở lực lượng, cực kỳ bá đạo. mươi 866, hai người chiến chúng tướng. Trong thiên địa tiếng hoan hô, tại tiêu vương chặn lại những này tàng võ vị cách thần linh thời điểm lại lần nữa vang dội lên cơ hồ là tại cái động tĩnh này vang tới thời điểm những cái kia bị tiêu vương lực chú ý hấp dẫn qua đây tàng võ vị cách thần linh nhộn nhịp là nghiêng đầu hướng phía lôi chính pháp phương hướng nhìn sang vừa nhìn chính là nhìn thấy toàn thân đắm mình trong màu máu lôi đình lôi chính pháp trong tay đang mang theo một cái gục thân ảnh đứng lặng ở mảnh này mờ mịt tinh không trong đó giống như lôi đình hung thần các người lần này xâm phạm tàng linh thật đúng là qua đây đưa phúc lợi đến để cho người cảm thấy vui sướng a à. lôi chính pháp nhếch miệng cười lập lòe lôi đình ánh mắt bên trong hàm chứa sát khí kinh thiên cơ hồ là trong chớp nhoáng này những cái kia tàng võ vị cách thần linh nổi lên một tia lui bước ý nghĩ quá mức hung hãn lại chết một cái trong thời gian ngắn ngủi bọn hắn dĩ nhiên là có hai cái đồng bào chết ở nơi này từng có thời gian ở trong mắt bọn họ Tàng linh nơi này vị cách thần linh chiến lực cũng không quá nhiều sao mạnh, chém giết lẫn nhau. Có tới có lui, căn bản sẽ không nấu thành cái gì thương vong, chỉ là thỉnh thoảng có một cái kẻ. Xui xẻo, có thể sẽ rơi vào đối phương cạm bẫy. Bị vây công giết chết, hoặc là đụng chúng nhân hoàng tử cực vô địch loại này đỉnh phong cường. Giả, bị tuyệt cường chiến lực mạnh mẽ xóa bỏ, nhưng mà giống như ngày hôm nay dạng này. Chính diện bị tàng linh cường giả mạnh mẽ xóa bỏ mười phần hiếm thấy, gần như không có khả năng, không chỉ là những này tàng võ vị cách thần linh. Cảm thấy sợ hãi, kia võ nguyên khôn biểu tình cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, cả người hắn. Đều có một chút ngẩn ra, vì sao trước mặt cái này tiêu vương còn có lôi chính pháp. Có thể bùng nổ ra như vậy cực kỳ cường hãn năng lực chiến đấu đến, đùa gì thế? Hôm nay, lá bài tẩy của hắn, dưới chân la bàn trận pháp còn tại chuẩn bị trong đó, trong lúc nhất thời mình ở cái địa phương này. Cũng giống như là là cứng lại một dạng. Trong thời gian ngắn là không có cách nào nhúc nhích, điều này cũng chính là cái gì? Lần này xuất hành thời điểm, sẽ mang nhiều như vậy tàng võ vị cách thần linh đồng hành, đương. Nhiên, nếu quả như thật gặp phải khẩn cấp tình huống. Nhất định cần trước thời hạn vận dụng la bàn trong đó đại trận, chỉ là một khi trước thời hạn. Vận dụng, uy lực liền giảm bớt nhiều căn bản không có biện pháp thành công đem đối phương bắt lấy dù sao lần này hắn bỏ ra đại giới chính là rất lớn muốn lấy được dạng này sát chiêu cùng át chủ bài mình mẫu tộc là không biết rõ bỏ ra bao nhiêu tài nguyên càng là đem hết toàn lực chính là vì mình lần này cạnh tranh trong đó bắt lấy ưu thế tuyệt đối hơn nữa có thể giúp đỡ mình phụ hoàng hoàn thành kế hoạch một khi làm được một điểm này sau đó tàng võ đế quốc vị trí, sẽ trở thành mình vật trong túi, như vậy tất cả đại giới cùng tất cả bỏ ra, đều sẽ là đáng giá, võ nguyên khôn hít một cái cặp mắt của mình. Nhìn về phía những này tàng võ vị cách thần linh, ý chí lập tức là bao phủ tại bọn hắn trên thân, hắn là tàng võ đế quốc hoàng tử. Càng là danh chấn tứ phương tam đại hoàng tử một trong, kèm theo hắn uy áp cùng ý chí hướng phía phía dưới nghiền ép lên đi sau đó những cái kia tàng võ vị cách thần linh bắt nguồn ở sâu trong linh hồn sợ hãi cũng là bắt đầu nổi lên càng lớn hơn khủng bố vượt qua bọn hắn đối với lôi chính pháp cùng tiêu vương nhút nhát bọn hắn sâu sắc biết rõ vào giờ phút này nếu như tránh đánh mà chạy nói như vậy trở lại tàng võ sau đó bọn hắn sắp sửa gặp phải kết quả sẽ là phi thường khủng bố nghĩ tới chỗ này tất cả tàng võ vị cách thần linh ngược lại là lấy hết dũng khí cùng nhau động thủ bọn hắn cũng liền hai người xuyên sáp tấn công không muốn một cái người mạnh mẽ chống cự chúng ta người đông thế mạnh sợ cái gì tàng linh hạng người thực lực mức độ lớn đề thăng đồng dạng là có đến điểm yếu không cần sợ hãi lớn mật đi phía trước chém giết là được rồi tất cả tàng võ vị cách thần linh đều là nhộn nhịp la lên không chỉ là cùng đồng bào cố lên động viên, càng là vì trục xuất mình nội tâm trong đó sợ hãi, chỉ một thoáng. Đây một nhóm tàng võ vị cách thần linh, đều là nhộn nhịp liều chết sung phong tiến đến. Hướng phía tiêu vương cùng lôi chính pháp xúm lại đi qua, hừ. Tiêu vương hừ nhẹ một tiếng, không hề sợ hãi, bên cạnh lôi chính pháp càng là cười như điên. Không ngừng, màu máu lôi đình gào thét, thân ảnh hai người giao thoa. Cùng kia tàng võ vị cách thần linh là chạm vào nhau, tiêu vương tốc độ bạo phát. Như thường là lấy man lực cùng đối phương cứng đối cứng. Hơn nữa dựa vào công kích lẫn nhau phản xích lực lượng. Điều chỉnh thân hình của mình vị trí, đã như thế. Một mình hắn liền tạo thành cường đại phòng ngự, tường đồng vách sắt, hơn nữa còn tại ngăn trở địch nhân quá trình bên trong. Không ngừng lợi dụng bản thân cường đại lực lượng tiến hành một cái trọng thương đánh không ít người là nhảy vọt ra ngoài, đánh vào đồng bào trên thân. Mà lôi chính pháp chính là dựa vào đến tiêu vương dưới sự che chở. Tìm đúng một cái người cuồng oanh loạn tác, ỉ vào bản thân khủng bố lực sát thương cùng lôi đình lực xuyên thấu. Mạnh mẽ đánh đối phương đại đạo vỡ nát, miệng phun máu tươi nếu không phải là lúc trước lôi chính pháp dùng thủ đoạn như vậy. Mạnh mẽ đem một cái tàng võ vị cách thần linh giống như cho đánh chết để bọn hắn có kinh nghiệm nhất định trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng lập tức là có người gấp rút tiếp viện qua đây chặn lại lôi chính pháp kế tiếp mãnh công sợ rằng ngắn ngủi này vây công thời gian liền muốn lần nữa hao tổn một cái tàng võ vị cách thần linh bị lôi kéo đi ra tránh được một kiếp tàng võ vị cách thần linh cũng là một trận sợ hãi liền vội vàng bắt đầu dùng đan dược khôi phục nhanh chóng đến mình thương thế khi hắn đem kia mang theo tinh quang đan dược nuốt đến trong miệng sau đó nguyên bản nặng nề thương thế lập tức là bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục toàn thân trên dưới càng là có đến tinh quang lấp lóe đối với lần này một màn này chính đang chém giết lôi chính pháp hừ lạnh một tiếng tàng võ bên kia đan dược hiệu quả cho tới nay liền phi thường tốt cơ hồ là tại nuốt sau đó nặng nề thương thế liền lập tức rõ ràng ngắn ngủi thời gian bên trong liền có thể đại phúc độ khôi phục lại trước mắt tàng võ bên kia chính là lại lần nữa mượn biện pháp như thế đại phúc độ khôi phục bản thân thương thế sau đó lại thêm vào chiến đấu dùng dạng này một cái tương tự với sa luân chiến tình huống cùng tiêu vương cùng lôi chính pháp chém giết chiến đấu kỳ thực bọn hắn cũng rất rõ ràng không cần hy sinh chính mình tính mạng đem hai người kia lấy xuống chỉ là đem bọn hắn ngăn cản là được nữ võ thần đế cơ ngưng quang bên kia chỉ là cần tỉ mỉ chú ý một chút. Cũng không cần quản nhiều, tàng linh bên kia đan dược không được. Lúc trước cơ ngưng quang được bọn hắn ngăn cản, hao phí lượng lớn linh khí. Trong thời gian ngắn muốn khôi phục, gần như không có khả năng, hôm nay nữ võ thần đế cơ ngưng quang. Liền tương đương với là chỉ có thể dương mắt nhìn ở bên kia nhìn đến, mà giờ khác này. Cơ ngưng quang cũng đích xác như thế, nàng bây giờ căn bản không có biện pháp động thủ chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn tỉ mỉ cảm thụ được hôm nay trong cơ thể mình khôi phục tình huống như thế nào bất quá ở bên cạnh xem cuộc chiến nàng bị một màn trước mắt này man hoàn toàn rung động đặc biệt là nhìn tiêu vương cùng lôi chính pháp hai người dĩ nhiên là trọi cứng đến nhiều như vậy tàng võ vị cách thần linh chính đang chém giết quả thực là bất khả tư nghị bọn hắn rốt cuộc là như thế nào làm được rõ ràng đi qua tại nàng giải tựa hồ không có lợi hại như vậy mới đúng. Chương 867, Huyết Hổ Thần Đế. Nữ võ thần đế cơ ngưng quang, xa xa ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nhìn đến trước mặt Tiêu Vương cùng lôi chính pháp chém giết. Càng xem càng kinh hãi, cùng người khác bất đồng phương thức chiến đấu. Có thể nói là để cho nàng hoàn toàn mở rộng tầm mắt nàng từ quá khứ thời điểm. Liền chưa hề chưa từng thấy qua dạng này chém giết phương thức hơn nữa rất khiến nàng cảm thấy kinh ngạc một chút. Chính là hai người khoảng cách với nhau phối hợp quả thực là quá mức ăn ý. Hơn nữa tâm cảnh phi thường cường đại, phải biết, hai người mặc dù là liên thủ đối địch, nhưng mà ở trước mặt bọn họ, chính là có chừng 16 tên tàng võ vị cách thần linh. Hướng phía bọn hắn phát động vây công, ước chừng 16 hàng đơn vị ô thần linh triển khai đại đạo. Chỉ lực chính là sẽ cho bọn hắn mang theo cực kỳ khổng lồ lực áp bách rất nhiều lúc tại vị diện chiến trường chém giết thời điểm thực lực yếu hơn người đối mặt với cường giả trên thực tế là có đến sức đánh một trận chỉ là khi thật sự đối mặt vượt xa mình mạnh mẽ tồn tại thời điểm nhưng bởi vì khẩn trương nhút nhát các loại tình huống hoặc là đối mặt đa dạng địch nhân thời điểm bắt đầu hoảng loạn nhưng mà ở trước mặt nàng đây lôi chính pháp còn có tiêu vương liên thủ ứng phó những này tàng võ vị cách thần linh thời điểm, trên mặt không có chút nào cái gì quá nhiều biểu tình dao động, ngay trong ánh mắt. Thậm chí ngay cả đến một tia hoàng hốt cảm giác đều không có, đều đâu vào đây. Phong khinh vân đạm, thật giống như đối mặt nhiều như vậy tàng võ vị cách thần linh vây công. Cũng không phải chuyện nguy hiểm gì, không đáng nhắc tới, thậm chí. Bọn hắn còn cảm thấy mười phần thoải mái, đây chính là cơ ngưng quang cảm thấy địa phương kỳ. Quái, kể từ bây giờ chém giết dưới tình huống hai người đích thực là có thể rất cứng gánh nhiều như vậy vây công còn chiếm theo đến thượng phong những này tàng võ vị cách thần linh thậm chí phải cẩn thận cẩn thận như đi trên miếng băng mỏng dù sao phối hợp sai lầm nói chỉ sợ là sẽ bị lôi chính pháp nắm lấy cơ hội tại tiêu vương dưới sự che chở đem ngay trong bọn họ một thành viên trong đó mạnh mẽ đánh chết tươi bất quá đối mặt nhiều như vậy tàng võ vị cách thần linh vây công phía dưới bọn hắn cũng cần chỉa vào áp lực mới đúng. Làm sao cảm giác áp lực chút nào đều cảm giác không đến đâu nếu mà tiêu vương cùng lôi chính. Pháp có thể hiểu đến cơ ngưng quang nội tâm trong đó ý tưởng. Nhất định là sẽ khịt mũi coi thường áp lực chỉ bằng vào đây 16 tên tàng võ vị cách thần linh. Vây công phía dưới có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được áp lực đùa gì thế. Đối mặt đây 16 tên tàng võ vị cách thần linh vây công. Bọn hắn cảm giác ngược lại 10 phần thoải mái. Phải biết, ban đầu cùng Tiêu Thiên tu hành thời điểm, tại đối phương tự mình xuất thủ cùng bọn hắn từng đôi chém giết thời điểm, đó mới là khủng bố. Nhất áp lực lớn nhất thời điểm, chỉ là tàng võ vị cách thần linh, lại tính là thứ gì? Để cho người bật cười, ngược lại thì chém giết quá trình trong đó Tiêu Vương cùng lôi chính. Pháp cảm giác mình hôm nay cùng những này tàng võ vị cách thần linh chém giết, Giống như là buông lỏng một dạng, dù sao bọn hắn chỉ cần dựa theo mình tiết tấu. Không ngừng phát động tấn công là được, liều mạng thể lực có tiêu thiên điểm hóa. Tại đối phương võ đạo ý chí ma luyện phía dưới, thân thể cường độ đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thể lực của bọn họ thịnh vượng. Tinh lực vô cùng, có thể cùng đám người này đánh 10 năm, so sánh với nhau. Những này tàng võ vị cách thần linh. Phảng phất như là tại trên dây cáp khiêu vũ một dạng, một khi có một cái trong lơ đãng sai lầm. Một khi không cẩn thận buông lỏng cảnh giác nói, sợ rằng lúc trước chết kia hai cái tàng võ vị cách thần linh. Chính là vết xe đổ, cách đó không xa. Đồng dạng là thuộc về xem cuộc chiến trạng huống võ nguyên khôn, biểu tình hết sức khó coi. Ngừng mắt nhìn đến cái phương hướng này, sắc mặt âm trầm. Dưới chướng những này tàng võ vị cách thần linh biểu hiện, thật sự là để cho hắn quá thất vọng, có thể nói là hết sức thất vọng. Không cách nào nhìn thẳng, rõ ràng chỉ có hai người mà thôi, 16 cá nhân tiến hành vây công. Cứ nhiên vẫn như thế gian nan, cho dù là mạnh, tại sao ư, cho dù là vị trí tàng linh địa giới. Coi như là có đến nữ võ thần đế năng lực thiên phú. Cũng không đến mức bị áp chế thành cái bộ dáng này đi, chân chính để cho võ nguyên khôn cảm giác đến cuối chỗ đau, chính là tại tiếp tục như vậy nói, đầy 16 cái tàng võ vị cách thần linh. Không có cách nào hoàn chỉnh áp chế lời của đối phương. Mình trận pháp này mở ra chuẩn bị quá trình. Chỉ sợ là sẽ muốn đánh gãy, đây mới là sự tình phiền phức nhất, hít một cái cặp mắt. Võ Nguyên khôn hít sâu một cái, đột nhiên quát lên, động thủ đi. Coi như là để lộ cũng không có biện pháp, chỉ cần nắm chặt thời gian, vẫn là tới cùng, nhân hoàng tử cực vô địch bị kéo tại chiến trường bên trên toàn bộ tàng linh bên trong trong thời gian ngắn là không người đến được đến chảm sát ngươi võ nguyên khôn xảy ra bất ngờ kêu gọi để cho mọi người ở đây đều là không tự chủ được bị hấp dẫn lực chú ý không biết rõ hắn bất thình lình lời nói rốt cuộc là ý gì nhưng rất nhanh phiến tinh không này khu vực bên trong nổi lên một tiếng thở dài sau một khác hắc ám tinh không bên trong, không gian phẳng phất là vặn vẹo một dạng. Tựa hồ bị tháo xuống một tầng màn tre, tại cái này bị hái xuống màn tre phía sau. Chính là có đến một cái khổng lồ thân ảnh màu đen. Đang chậm rãi đi đi ra, tinh không bên dưới hào quang. Dọi sáng ra cái hắc ảnh này rõ ràng thân hình, đó là một đầu hình thể như núi lớn mãnh hổ. Toàn thân có đến màu đỏ tươi đường vân, toàn thân trên dưới cơ bắp khẩn thực đường cong có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ là xa xa nhìn sang, liền có thể cảm nhận được đầu này màu máu đường vân ra thân mãnh hổ. Có đến cực kỳ khủng bố lực bộc phát, lại cẩn thận quan sát, cùng kia mắt hổ mắt đối mắt. Cũng sẽ không thấy cái gì hung hãn cuồng bạo sát ý. Ngược lại chỉ có xa xa tuế nguyệt mang theo tăng thương, mà đầu này màu máu văn lộ mãnh hổ. Chỉ là xuất hiện sau đó, toàn bộ tàng linh trong thiên địa quy tắc bắt đầu kịch liệt lắc lư lên phảng phất như là bị trước mặt đầu mãnh hổ này kích thích một dạng cực kỳ cường hãn thiên địa quy tắc chi lực trong nháy mắt là từ vùng trời nghiền ép xuống giống như là hồng lưu một dạng không ngừng chấn nhiếp đầu mãnh hổ này trên thân hình chỉ là kèm theo cái này mãnh hổ đi về phía trước đi thế giới này sức áp chế cũng là đang không ngừng bài xích mở ra thậm chí đến từ nữ võ thần đế cơ ngưng quang áp chế lực cũng là bắt đầu từng bước suy giảm không ít rắc rắc đồng thời màu máu đường vân mãnh hổ từng bước hướng phía phía trước bước đi tới thời điểm cả người cơ bắp cũng tại nhúc nhích xương cốt không ngừng phát sinh vang lên giòn dạ âm thanh không lâu lắm đầu này cái gọi là mãnh hổ đã là hóa thành hình người mà lúc trước màu máu văn lộ bộ lông cũng là hóa thành trường bào khoác ở trên người của hắn trong nháy mắt đầu này uy áp cực kỳ khủng bố mãnh hổ cũng đã là hóa thành một cái mái tóc dài màu đỏ ngòm lão giả, là ngươi. Cơ hồ là nhìn thấy cái thân ảnh này thời điểm, nữ võ thần đế đã là không tránh khỏi kinh hô thành tiếng đến. Không nhịn được hô lên âm thanh đến, không chỉ là nàng. Tiêu vương còn có lôi chính pháp động thủ chém giết động tác đều có trong nháy mắt đình trệ. Toàn thân hơi chấn động một chút, cặp mắt trợn tròn. Không thể tin được mình nhìn thấy thân ảnh, huyết hổ thần đế chương 868, các ngươi thật là không đem bản tọa coi là chuyện to tát. Huyết hổ thần đế, cơ hồ là tại hắn xuất hiện thời điểm. Mọi người đều là nhộn nhịp kinh ngạc mạc danh, thậm chí. Đi theo qua đây kia 16 tên tàng võ vị cách thần linh, đều là vô cùng giật mình. Không thể tin được, hắn, làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, vị đại nhân này. Làm sao cũng sẽ đi theo đến tàng linh trong đó, phải biết vị diện chiến tranh thuộc về dưới mắt cái giai đoạn này tương tự với huyết hổ thần đế cường hãn như vậy tồn tại xuất hiện tại tàng linh trong đó nói sẽ phải chịu khổng lồ áp chế lực thực lực chỉ sợ là sẽ bị mạnh mẽ áp chế đến chỉ có một nửa nhưng mà huyết hổ thần đế coi như là thực lực bị áp chế đến một nửa cũng có thể tung hoành toàn bộ tàng linh cơ hồ là không có đối thủ duy chỉ có bắt đầu thâm nhập tàng linh địa giới mới có thể bắt đầu từng bước bị áp chế càng nhiều hơn thực lực đến lúc đó khả năng chỉ có toàn thịnh tư thái ba thành cho dù như thế khi hắn xuất hiện tại cái địa phương này thời điểm vẫn là cực kỳ kinh người cơ ngưng quang cảm nhận được áp lực lớn lao há miệng muốn nói điều gì lại nói không ra đến nàng rất muốn hỏi huyết hổ thần đế rốt cuộc là làm sao dám qua đây đó a à? hắn chẳng lẽ không biết thâm nhập bên này sau đó nhân hoàng tử cực vô địch sẽ không tiếc bất cứ giá nào chạy về đem hắn triệt để chảm sát không thành hắn lộ diện tại tàng linh bên trong chỉ sợ là sẽ để cho toàn bộ tàng linh tất cả vị cách thần linh giai đoạn cường giả lập tức vây giết qua đây nguyên nhân hết sức đơn giản huyết hổ thần đế đối với tàng võ đế quốc lại nói quá mức trọng yếu hắn không chỉ là tàng võ đế quốc hộ quốc thần thú càng là trấn quốc thần thú tàng võ đế quốc giống như là tàng võ vị diện toàn bộ đế quốc quốc vận ước chừng là có ba thành bị huyết hổ thần đế triệt để tọa trấn đấy. Nếu như huyết hổ thần đế chết, đặc biệt là chết ở tàng linh địa giới trong đó nói. Kia ba thành quốc vận, còn có hắn trên thân đại đạo chi lực. Sẽ hoàn toàn tản ra dung nhập vào tàng linh thiên địa bên trong, chỉ là như vậy trong nháy mắt. Toàn bộ tàng linh sinh linh đều sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, một người đắc đạo gà chó lên trời huống chi là toàn bộ tàng linh thiên địa đạt được cực lớn đề thăng thần là cái thế giới này trong đó sinh linh sẽ không chiếm được chỗ tốt gì hay sao chính là nhiều như vậy tổng hợp phương diện nhân tố để cho huyết hổ thần đế thân ảnh bất quá chắc không tồn tại sẽ xuất hiện tại tàng linh địa giới trong đó nguy hiểm quá lớn hắn chỉ cần tọa chấn tại vị diện chiến tranh bên trong liền có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất hơn nữa để bọn hắn tàng linh bên này là ném chuột sợ vỡ bình không dám tùy ý làm bậy ngược lại thì đi đến tàng linh bên trong còn muốn gánh vác không cần thiết nguy hiểm cần gì chứ nghĩ tới cái này địa phương cơ ngưng quang thần sắc càng thêm âm trầm nàng cảm thấy tàng võ bên kia toan tính kế hoạch chỉ sợ không đơn giản liền huyết hổ thần đế nhân vật như vậy đều muốn trong bóng tối đi theo võ nguyên khôn bên cạnh võ nguyên thần bên cạnh càng là có đến võ viêm phá đi theo còn có võ nguyên hư bên kia chỉ sợ là cũng có không ít át chủ bài từ cấp lệnh nội dung tình báo trong đó nhắc đến hắn là vận dụng hư không đi ngang số lượng còn giống như không ít tàng võ rốt cuộc là muốn làm gì còn nữa võ nguyên khôn nơi này át chủ bài không phải cái kia kim loại la bàn sao làm sao còn xuất hiện một cái huyết hổ thần đế không biết rõ vì sao cơ ngưng quang nội tâm trong đó chỉ cảm thấy không ổn liền vội vàng bắt đầu nắm chặt thời gian khôi phục bản thân hơn nữa là điên cuồng dùng đến đan dược nội tâm trong đó hiện ra một cái ý nghĩ ánh mắt cũng là từng bước kiên định cùng lúc đó huyết hổ thần đế hóa thành hình người sau đó hướng phía nhìn chung quanh một chút tựa hồ đang đang suy nghĩ cái gì đã từng xuất thân của ta chi địa xem như tàng linh bên trong đi sau đó tàng võ tách ra ta cũng là đi theo rời khỏi quá xa xưa rồi a à. huyết hổ thần đế nỉ non lên tiếng tựa hồ đang hoài niệm đến là thứ gì đáng tiếc chính là thời gian quá mức rất xưa thậm chí ta đều đã không được thừa nhận không tính là cái này tàng linh bên trong sinh linh trở lại rất xưa đi qua cố hương ngược lại là phải bị cái địa phương này thế giới áp chế a à. thời gian thật là một cái kỳ diệu đồ vật tuế nguyệt trôi qua sẽ hao mòn rất nhiều thứ huyết Hổ thần đế mở miệng vừa nói, không được lắc đầu, quá xa xưa tuế nguyệt để cho hắn rất nhiều ký ức đều là bắt đầu mơ hồ, thậm chí tính cả với mình danh tự đều đã không nhớ rõ chính hắn cũng chỉ là biết mình là huyết hổ thần đế, tàng võ đế quốc hộ quốc, trấn quốc thần thú thôi, kèm theo huyết hổ thần đế dứt tiếng sau đó. Trong cơ thể hắn bắt đầu bùng nổ ra cực kỳ hung hãn khí tức, hướng phía mọi người trước mặt mạnh mẽ nghiền ép đi qua hung hãn màu máu khí tức giống như là vô biên làn sóng một dạng. Cuồn cuộn mà tới kia 16 tên tàng võ vị cách thần linh, đều là tránh ra đến. run lẩy bẩy lên, mặc dù đã là vị cách thần linh, nhưng mà tại huyết hổ thần đế trước mặt. Bọn hắn giống như là tiểu hai tử một dạng, không đáng nhắc tới, mà bên này. Tiêu vương còn có lôi chính pháp, chính là đối mặt đế đến đến từ huyết hổ thần đều uy áp, chỉ là tiêu vương cùng lôi chính pháp cứ việc cảm giác huyết hổ thần đế khí tức cùng uy áp thật giống như phi thường đáng sợ mười phần khủng bố thậm chí nghĩ đến đã từng đối phương danh tiếng mình biết tình huống hai người tưởng rằng mình tại chính thức đối mặt huyết hổ thần đế thời điểm sẽ phi thường khẩn trương nhưng khi bọn hắn chân chính đối mặt huyết hổ thần đế thời điểm cảm giác sự tình thật giống như không phải như vậy huyết hổ thần đế thật giống như cũng không có cái gì quá không được, ngươi khẩn trương sao? Bên này, lôi chính pháp bỗng nhiên là hướng, phía tiêu vương phương hướng nhìn sang. Mặt đầy cổ quái hỏi tới, cái gia hỏa này, thật sự là huyết hổ thần đế sao? Làm sao cảm giác không có dọa người như vậy đâu, hẳn. Đúng là thật từ một loại ý nghĩa nào đó lại nói, tuổi của ta là lớn hơn ngươi. Biết càng nhiều, tiêu vương mở miệng, hướng phía huyết hổ thần đế nhìn thoáng qua lão già này ta từng tại chiến trường phương xa còn lén lút thấy qua trừ phi hắn là bị người dùng cái gì kỳ quái bí thuật thay đổi dung nhan của mình dung mạo để cho chúng ta hiểu lầm các loại tình huống đối mặt tiêu vương cái suy đoán này lôi chính pháp khoát tay một cái bày tỏ không thể nào sẽ không không thấy ban nãy thế giới bộc phát ra áp chế lực sao cũng chỉ có huyết hổ thần đế mới có thể để cho thế giới áp chế lực mãnh liệt như vậy a à, khả năng so với đại nhân nói hắn không đáng nhắc tới đi lôi chính pháp như thế suy đoán đến trong đầu không tự chủ được hiện ra tiêu thiên đặc huấn bọn hắn thời điểm trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí tức đây mới thật sự là đại khủng bố để cho hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều muốn vỡ nát một dạng ngay tại tiêu vương còn có lôi chính pháp ngươi một lời ta một lời đàm luận với nhau thời điểm già nua xa xa âm thanh lại lần nữa vang dội đến từ huyết hổ thần đế lời nói xuất hiện, xem. Già, ta còn thực sự là già rồi, không nổi danh, chỉ là hai cái tiểu bối. Dám cả gan tại trước mặt bàn tọa soi mói bình phẩm, xì si xào sao bàn tán. Hoàn toàn không có đem ta coi ra gì, huyết. Hổ thần đế nói đến đây, toàn bộ tinh không bên trong, tựa hồ lúc ẩn lúc hiện. Có đến tiếng hổ gầm vang dội. mươi 869, lớn mật rất a à tại huyết hổ thần đế trong mắt trước mặt hai cái này trẻ tuổi tiểu bối. Lá gan rất lớn, mình ở cái địa phương này, cư nhiên còn có lá gan ở đó xì xào bàn tán. Che đậy hắn cảm giác, rất càn rỡ, nội tâm bên trong. Thậm chí còn có từng tia nổi nóng, mình là bực nào tồn tại, một khi xuất hiện. Những này tàng linh tiểu bối chính xác phản ứng, cho là ở chỗ đó run lẩy bẩy. Không dám lên tiếng, chỉ có thể thành thành thật thật cúi đầu xuống. Hướng phía hắn khẩn cầu cầu xin tha thứ mới đúng, làm sao có gan cố ý khí. Ở cái địa phương này xì xào bàn tán, chẳng lẽ bọn hắn không biết tự mình tình cảnh? Rốt cuộc là cái gì không, lão bất tử, nơi này là tàng linh, không phải các ngươi tàng võ. Cùng chúng ta ở cái địa phương này mở cái gì phổ đâu? Nghe huyết hổ thần đế nói, Tiêu Vương chẳng những không có vẻ bối rối ngược lại là diễu cật, hai cánh tay hắn bao bọc trước người, dòm trước mặt cái này lão đồ chơi. Huống chi, hắn thực lực đã là bị thiên địa áp chế, chân chính động thủ thời điểm. Ai thắng ai thua còn nói không tốt đi, không tệ, chỉ là một đầu xúc sinh mà thôi, là thứ gì? Lôi chính pháp toàn thân trên dưới đồng dạng là lôi đình gầm thét không ngừng. Trên mặt không có một chút tâm tình sợ hãi ngược lại là đối mặt đến đối diện huyết hổ thần đế, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm biểu tình. Căn bản không có tí ti đối với lão tiền bối tôn trọng, thật là đùa. Đối với địch nhân muốn cái gì tôn trọng, mắng liền xong chuyện tiêu vương cùng lôi chính pháp. Đây vô cùng phách lối thái độ, để cho huyết hổ thần đế sắc mặt càng thêm khó xem. Khóe miệng hơi co quắp, đáng chết, quả thực không thể bỏ qua. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong gia sân tình hình, hoàn toàn bất đồng, theo đạo lý. Khi mình ra sân sau đó, đối phương nhất định là quỳ bái. Coi như không có ít nhất cũng là sợ hãi mình. Run lẩy bẩy mới đúng, hoặc là mười phần khẩn trương, không dám nhìn thẳng mình. Cẩn thận thận trọng, ở đâu là dạng này đối mặt đến mình, thậm chí trong miệng ô ngôn uế ngữ. Bắt đầu vũ nhục mình, nhịn không được. Huyết hổ thần đế gầm nhẹ, trong miệng phát ra tiếng hổ gầm. Toàn thân trên dưới bắt đầu quanh quẩn màu máu cương phong, lạnh lẽo màu máu cương phong bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực áp bách hơn nữa khi huyết sắc này cương phong bao phủ mở ra hướng phía bốn phía khuếch tán ra thời điểm không gian bốn phía đều là hơi rung động thật giống như có đến xé rách vết nứt một dạng chỉ riêng theo như vậy biểu hiện nhìn lên liền có thể phát hiện cái này huyết hổ thần đế thực lực rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào đi huyết hổ thần đế sắc mặt hiện ra sát ý vẫy tay một cái Trước người màu máu cương phong chính là hướng phía phía trước bao phủ tới, màu máu cương phong. Gào thét mà đi, hướng phía trước mặt Tiêu Vương còn có lôi chính pháp cuốn lên đi qua trong. Nháy mắt tinh không trong đó liền nổi lên màu máu cơn lốc cuồng loạn phong hải. Để cho những cái kia tàng võ vị cách thần linh là dọa sợ không nhẹ. Nhộn nhịp hướng phía bốn phía tránh ra đến, cũng may bọn hắn nhất định có chuẩn bị tâm tư biết rõ nhà mình cái này huyết hổ thần đế rốt cuộc là cái dạng gì tính tình trước thời hạn có nhất định chuẩn bị cho nên có thể kịp thời né tránh ra để cho kia tiêu vương còn có lôi chính pháp đối mặt mặt này phía trước màu máu cương phong đối mặt trước người huyết sắc này cương phong làn sóng tiêu vương cùng lôi chính pháp là lẫn nhau trố mắt nhìn nhau sau đó là cười khẽ một tiếng bạo phát tốc độ bắt đầu hướng phía hai bên tránh ra đến hai người đều cảm thấy đòn công kích này nhìn qua có một chút nực cười chẳng lẽ bọn hắn nhìn qua giống như là như vậy ngu xuẩn sẽ đứng tại chỗ mặc cho đối phương bao phủ cương phong hướng phía bên này giết tới không thành bọn hắn cũng không phải là cái gì kẻ đần độn mặc cho công kích của ngươi rơi vào mình trên thân có thể chạy trọi cứng cái gì chỉ là khi tiêu vương còn có lôi chính pháp vừa mới tách ra chia binh hai đường hướng phía bên cạnh đi qua thời điểm kia bao trùm tới màu máu cương phong đã là hướng phía bọn hắn tách ra phương hướng truy kích qua đây, không chỉ như thế. Những này màu máu cương phong đang đuổi đánh quá trình bên trong. Còn tại hấp thu đất trời bốn phía linh khí, dung nhập vào trong đó, hơn nữa. Đến từ huyết hổ thần đế đại đạo chi lực cũng là lập lòe tia sáng chói mát. Dung nhập vào kia sụp đổ nhảy vọt lên cao trong đó màu máu cương phong trong đó, bị đại đạo chi lực dung nhập màu máu cương phong trong nháy mắt là hóa thành tất cả màu máu mãnh hổ tại cái này tinh không trong đó một bên sụp đổ nhảy vọt lên cao một bên truy kích tiêu vương còn có lôi chính pháp hai người hóa thành màu máu mãnh hổ sau đó những này cương phong mãnh hổ chạy trốn tốc độ cũng là tăng lên điên cuồng trong nháy mắt cũng đã là treo ở hai người phía sau đối mặt gần trong gang tắc tấn công nguyên bản đang hướng phía sau chạy trốn tiêu vương còn có lôi chính pháp đột nhiên là đổi qua thân thể của mình. Hướng phía phương hướng phía sau mãnh hổ ầm ầm công kích tiêu vương đột nhiên là nhấc chân hung. Hăng đá ra ngoài, khủng bố lực đạo trong nháy mắt bộc phát ra. Để cho hắn chân đều là lớn hai vòng. Đông, đinh tai nhức óc tiếng nổ, thuận theo vang dội lên. Phía trước nhất màu máu cương phong mãnh hổ. Bị hắn như vậy một cước trực tiếp mạnh mẽ đá nổ tung mà ra hóa thành màu máu lưu phong hướng phía khoảng cuốn đi, không chỉ như thế. Khi hắn một cước này mãnh liệt quất đi ra thời điểm, cũng là cuốn lên kình phong, bạch. Bạch, bạch đứng lặng tinh không bên trong tiêu vương không ngừng đạn thối mà ra. Giống như là huy động giao sắc, mà thuận theo hắn đạn thối động tác. Không ngừng là có đến ẩn chứa lực lượng kinh khủng bá đạo kình phong. Hướng phía những cái kia màu máu cương phong mãnh hổ hung hăng đụng đi qua, nguyên bản gắt gao theo đuổi ở trên người hắn, không ngừng gầm thét màu máu cương phong mãnh hổ. Cũng là liên tiếp bị đá nổ tung mở ra, mà tại một cái phương hướng khác. Lôi chính pháp đồng dạng là chuyển thân bắt đầu tiến hành phản kích trên sông trưởng không. Ngừng vận chuyển màu máu lôi đình hướng phía phía trước đánh ra đi qua. bổ phiến một dạng bàn tay to, hướng thẳng đến đến kia màu máu cương phong đầu hổ bên trên cháo. Hỏi đi qua, chỉ là một cái tát tới liền có thể đem kia màu máu cương phong mãnh hổ tát lảo đảo một cái hướng phía sau ngã xuống hơn nữa trong lòng bàn tay màu máu lôi đình cũng là kèm theo âm thanh gào thét vang tới xâm nhập trước mặt huyết sắc này cương phong mãnh hổ thể nội kèm theo màu máu lôi đình bắn ra sau đó kia màu máu chi kích cương phong mãnh hổ đã là hoàn toàn tan vỡ mở ra hóa thành phiêu tán màu máu chi phong nhưng ngay khi tiêu vương cùng lôi chính pháp cho là mình đã giải quyết truy kích thời điểm dị biến bỗng nhiên phát sinh bốn phía lẩn trốn mở ra màu máu vỡ vụn cương phong bỗng nhiên là hóa thành màu máu đau gió té vét sạch qua đây xa xa nhìn sang nói liền sẽ kinh ngạc phát hiện những này màu máu đau gió giống như là màu máu trường hà liên tục không ngừng hướng phía bên này gào thét qua đây bên trong hàm chứa khủng bố uy năng đồng dạng là để cho người run sợ trong lòng không cách nào nhìn thẳng, Tiêu Vương cùng Lôi Chính Pháp hiển nhiên là không nghĩ đến. Huyết sắc này cương phong chi kích chi pháp môn bên trong. Vậy mà còn có dạng này môn đạo, ngay tại cái này đột ngột nguy cấp bên trong. Bên cạnh là truyền đến hai đạo hoàn toàn mới linh khí dao động, đồng thời. Đại đạo chi lực nổi lên tiếng nổ, cũng là thuận theo bung ra đi ra. Chương 870, đây liền thẹn quá thành giận a cơ hồ là tại hai cái này đại đạo chi lực nổi lên trong nháy mắt kèm theo cái này đại đạo chi lực khí tức cũng là trong nháy mắt hiện ra trong đó một cái lực lượng rõ ràng là hóa thành lạnh lẽo hàn băng hướng phía bên này khuếch tán qua đây lạnh lẽo hàn băng bên trong tản mát ra hàn khí khủng bố thậm chí là đem bốn phía này không gian đều tựa như muốn đóng băng lên một dạng đồng dạng bao gồm đến phía trước những này bao trùm tới màu máu dao sắc bắn ra đến hàn khí, trong nháy mắt là đem những cái kia bao trùm tới màu máu giao sắc. Hoàn toàn đóng băng ở giữa không trung trong đó, chẳng chịt màu máu hàn băng bên trên. Bắt đầu từng bước là nổi lên nứt nẻ đường vân đến, cót két. Kèm theo ê răng âm thanh nổi lên sau đó, những này bao trùm tới màu máu giao sắc trường hà. Trong nháy mắt là hoàn toàn vỡ nát mở ra, hóa thành màu máu băng tinh. Tán lạc tại cái này tinh không bên trong huỳnh quang điểm điểm khi hết thảy các thứ này sau khi kết thúc kia lạnh lẽo hàn ý cũng là đột ngột biến mất phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện một dạng xảy ra bất ngờ hàn băng khí tức giải quyết xong tiêu vương sắp nghênh đón khốn cục đồng thời tiêu vương cũng là thở dài một hơi nếu quả như thật muốn mạnh mẽ chống cự đòn công kích này nói hắn mặc dù sẽ không có vấn đề gì quá lớn nhưng nhất định là phải tiêu hao quá nhiều thể lực một khi tiếp theo phát sinh nữa cái dạng gì. Trạng huống nói, hắn đối đáp tình huống thời điểm. Sợ rằng liền không có cách nào làm được như vậy thành thạo, đồng thời tiêu vương ánh mắt. Cũng là hướng phía bên cạnh lôi chính pháp phương hướng nhìn sang, nhìn sang thời điểm. Cũng là có thể rõ ràng nhìn thấy. Kèm theo một cổ khác đại đạo chi lực khí tức nổi lên sau đó, toàn bộ tinh không bên trong. Chính là hiện ra đếm không hết tiếng kêu gáo những này kêu gọi uy vũ hùng hậu cho dù là kia màu máu cương phong gào thét phía dưới. Âm thanh phi thường khủng lồ cũng không có biện pháp ngăn trở thuận theo mà nổi lên thì còn. Lại là huy hoàng màu vàng kim đại đạo. Hơn nữa phía trên là có đến hơi thở của vương đạo không ngừng toát ra hoàng kim đại đạo nổi. Lên sau đó chính là không ngừng xuất hiện từng cái từng cái nhân ảnh. Bọn hắn đều là cầm trong tay kiên cố tấm thuẫn hành tàu tại cái này hoàng kim trên đại lộ không ngừng hướng phía ngay phía trước nhích tới gần, kèm theo liên tục không ngừng âm thanh nổi lên, leng keng rung động. Bất quá, những cái kia màu máu cương phong dao sắc hồng lưu, coi như là bày ra sức mạnh cực kỳ mạnh, vẫn như cũ không có cách nào công phá đây cái gọi là bức tường người, kèm theo cái này hoàng kim. Trên đại lộ nhân ảnh cầm trong tay kiên cố tấm thuẫn. Không ngừng hướng phía ngay phía trước đi về phía trước, trước mặt màu máu cương phong lưỡi dao sắc bén số lượng cũng là đang không ngừng suy giảm suy yếu đến tốc độ cực nhanh nhanh thời gian không bao lâu cũng đã là biến mất không thấy xem ra chúng ta chạy tới tốc độ còn chưa đủ nhanh a à, rơi ở phía sau các ngươi lâu như vậy các ngươi đều đã đánh thời gian lâu như vậy đại đức đế tuyết hán thân ảnh đi đến tiêu vương bên cạnh mang trên mặt cười mỉm tuy rằng các ngươi thực lực bây giờ phi thường cường đại nhưng mà chân chính làm việc thời điểm vẫn là phải cẩn thận một chút một chút mới phải giống như ban nãy nói chính là các ngươi quá buông lỏng, mới phải xuất hiện dạng tình trạng này a à. hoàng đạo tôn thân ảnh đồng dạng là đi đến lôi chính pháp bên cạnh mở miệng cười bất thình lình xuất hiện đi đến bên cạnh bọn họ thay bọn hắn giải vây người chính là hai cái này lúc trước bị bỏ lại tốc độ hai người nhắc tới cũng chính là đúng dịp bọn hắn vừa mới chạy tới thời điểm liền thấy tiêu vương còn có lôi chính pháp là bị truy kích lọt vào đối phương tấn công cặm bẫy trong đó bọn hắn cũng biết mạnh mẽ chống cự công kích như vậy hai người đều sẽ không có đến cái gì trên thực chất nguy hiểm tánh mạng bất quá nếu là chân chính chính diện mạnh mẽ chống cự sau đó chỉ sợ là sẽ tiêu hao quá nhiều không cần thiết thể lực còn không bằng trực tiếp xuất thủ giải quyết bọn hắn khốn cục liên thủ tiếp đối địch nữ võ thần đế hành vi của ngươi như vậy quá mạo hiểm a à. Cùng lúc đó, Đại Đức Đế Tuyết Hán cũng là xoay đầu lại. Hướng phía cách đó không xa thần tộc nữ tử mở miệng, Đại Đức Đế tiền bối. Cơ Ngưng Quang nghe Đại Đức Đế Tuyết Hán mở miệng, trên mặt để lộ ra xám thẹn thần sắc. "Xin lỗi, ta tại chữa thương khôi phục, không có cách nào đứng dậy ta." Lão già chết tiệt này cũng liền nâng đầy miệng, không có ý gì khác. Đại Đức Đế Tuyết Hán khoát tay một cái, tỏ ý Cơ Ngưng Quang không muốn nhiều như vậy lễ ta chỉ là lớn tuổi một chút so với ngươi đối với tàng linh cống hiến không đáng nhắc tới chỗ nào còn cần muốn ngươi đứng dậy đâu hoàng đạo tôn ở bên cạnh cũng là khẽ cười mở miệng nữ võ thần đế lá gan của ngươi cũng thật là quá lớn dã tâm cũng rất lớn vấn đề duy nhất chính là đánh giá thấp tàng võ bên kia nguyện ý bỏ ra đại giới bên này cơ ngưng quang nghe thấy hoàng đạo tôn nói cũng là đỏ bên dưới mặt có một ít không quá tốt ý tứ ta quá trẻ tuổi không nghĩ quá nhiều chỉ là dựa vào mình có một ít át chủ bài hành sự hơi có chút càn rỡ cơ ngưng quang cũng phi thường rõ ràng hoàng đạo tôn cùng tiết hán cùng tự mình mở miệng cũng không phải là muốn chỉ trích cái gì chỉ là tại chuyện này cơ sở bên trên càng sâu mình một chút ấn tượng chính nàng cũng rất rõ ràng hành vi của mình cùng quyết định hơi có chút lỗ mãng lá gan quá lớn cứ việc nếu mà đánh cuộc đúng, thu hoạch sẽ rất lớn, nhưng mà thân phận của nàng cùng tác dụng. Kỳ thực không nên làm ra hành động như vậy, chỉ là cơ ngưng quang bản thân cũng không biết. Chính nàng rốt cuộc là làm sao, kỳ thực mới bắt đầu, nàng cũng có chút tâm thần không yên. Toàn bộ tâm cảnh đều là có vẻ hơi có chút gấp gáp, sau đó tại biết rõ cấp lệnh trong đó nội. Dung, biết rõ tình báo sau đó, trong nội tâm sao động. Cũng đã làm mạc danh không có cách nào chế trụ. Nàng trong đầu, suy nghĩ sự tình, chính là nghĩ hết biện pháp. Nhanh đi bên kia cùng kia bốn tên nữ đế tụ họp. Muốn nhìn một chút thế giới của các nàng áp chế lực cùng mình liên thủ sau đó. Sẽ tạo thành cái dạng gì lợi hại hiệu quả, đang nghe đại đức đế tuyết hán cùng nhân vương hoàng. Đạo tôn nói sau đó, cơ ngưng quang một khắc này hơi có vẻ hơi tĩnh táo một ít, cẩn thận suy nghĩ. Lại một chút nói, cảm giác mình hành vi đích thực là có một chút xíu kỳ quái thật giống như quá mức xúc động một ít, một khắc này, Cơ Ngưng Quang không nén nổi trầm tư. Chẳng lẽ là có vật gì từ nơi sâu xa hấp dẫn mình? Mới để cho hắn làm ra xúc động như vậy quyết định không thành, suy nghĩ cẩn thận. Chỉ sợ chính là kia bốn tên cái gọi là nữ đế, cũng không biết vì sao. Cơ Ngưng Quang nội tâm bên trong, đối với kia bốn vị nữ đế, càng thêm rất hiếu kỳ lên, thậm chí có một chút không kịp chờ đợi muốn nhanh chóng cùng với các nàng gặp mặt hô cơ ngưng quang vẫy vẫy đầu óc của mình đem ý nghĩ này bỏ qua một bên trong đầu của mình trong đó hôm nay lúc này đặc biệt trọng yếu ở đâu là nàng tại nơi đây suy nghĩ lung tung thời điểm a các người tàng linh thật đúng là khi bản tọa không tồn tại a như vậy tự mình nói chuyện thật được không huyết hổ thần đế âm thanh lúc này lại lần nữa vang dội hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhưng đầu hướng phía hắn nhìn sang thời điểm có thể nhìn thấy nét mặt của hắn hiển nhiên là không được tự nhiên thậm chí có từng tia vặn vẹo thẹn quá thành giận chương 871 bị xáo lộ từ cực vô địch. Đúng thế huyết hổ thần đế lúc này thật là thẹn quá thành giận đây tàng linh trong đó người từng cái từng cái đều quá không đem hắn coi là chuyện to tát mình đường đường tàng võ đế quốc trấn quốc hộ quốc thần thú trấn nhiếp chiến trường uy hiếp tàng linh vô số tuế nguyệt tồn tại chẳng lẽ tàng linh người thật đối với mình liền không có biện pháp sợ hãi nhút nhát chi tình sao bọn hắn chẳng lẽ không biết mình thân ở tại cái gì dạng tình cảnh sao kết quả chẳng những không có cho mình có đầy đủ tôn trọng ngược lại là ở đó chuyện trò vui vẻ tự mình hàn huyên huyết hổ thần đế không nghĩ đến ngươi đều đi đến chúng ta tàng linh địa giới ngay giữa đặt mình vào nguy hiểm đại đức đế tuyết hán nghiêng đầu nhìn đến huyết hổ thần đế nhìn đối phương thời điểm thiếu chút không có muốn bật cười bất quá hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn được giả vờ ngưng trọng mở miệng đối diện huyết hổ thần đế nhìn tuyết hán ngưng trọng biểu tình trong tâm ngược lại thì thư thái một chút không tệ hèn mọn tàng linh hạng người chỉ có để lộ ra vẻ mặt như thế đến mới phù hợp thân phận của mình, cũng phù hợp hắn ra sân đứng ở nơi này địa phương hẳn có bầu. Không khí, đặt mình vào nguy hiểm, kể từ đâu? Huyết hổ thần đế mang trên mặt cười mỉm, khẽ khoát tay tỏ ý, chẳng lẽ các ngươi cho rằng? Các ngươi tàng linh hiện tại nội bộ những này không đúng đắn. Có cái gì có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao, không? Tệ, trước mắt chúng ta người nơi này là không có cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp gì. Tiết Hán hơi chút gật đầu, thừa nhận huyết hổ thần đế thuyết pháp từ chính diện chiến lực lại. Nói, bọn họ đích xác không phải trước mặt đây huyết hổ thần đế đối thủ, cho dù có hướng trời quy. Tắc áp chế giúp đỡ, có đến nữ võ thần đế cơ ngưng quang thiên phú giúp đỡ, bắt. Quá, sau lưng của ngươi chính là vị diện chiến trường. Ngươi liền không lo lắng nhân hoàng bệ hạ mang theo người trực tiếp quay đầu vây giết ngươi. Vị diện chiến trường chính diện cứng đối cứng người đều không nhất định là bệ hạ đối thủ hôm nay người thân ở tàng linh bên trong bị áp chế trước mặt ngươi đối với bệ hạ nói một con đường chết tiết hán lời nói xong bên cạnh hoàng đạo tôn cũng là đi theo gật đầu huống chi chúng ta đám người này dưới sự liên thủ ngươi muốn chạy trốn cũng là đến không kịp mạnh mẽ muốn đem ngươi kéo ở cái địa phương này nói vẫn là có thể làm được chỉ cần ta cái kia hảo nữ tế trở lại một cái huyết hổ thần đế người liền được ngã tại chúng ta tàng linh bên trong trở thành cái thiên địa một phần có thể nói là đại lễ a à. tiết hán cùng hoàng đạo tôn lời nói xong sau đó huyết hổ thần đế trong nháy mắt là phá lên cười đếch. xác nếu mà từ cực vô địch cái tên kia bỗng nhiên là dẫn người đánh trở lại nói chúng ta giữ nhiều lành ít nhưng rất đáng tiếc a à. huyết hổ thần đế đôi mắt hơi hơi nhíp lại hướng phía trước mặt tiết hán cùng hoàng đạo tôn mở miệng, hắn bây giờ. Chính là không có ở không trở về. Chấm, vị diện chiến trường, nhân hoàng tử cực vô địch tọa chấn chi địa. Hắn vốn là làm bộ thụ thương bộ dáng nhưng này một khác chính là sinh long hoạt hổ Mặt đầy bất đắc dĩ huy động nhân hoàng ấn, hướng phía trước mặt không ngừng đập tới, tang. Võ đám người này, chẳng lẽ là điên rồi sao? Tử cực vô địch mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đến phía trước thân thể bốn phía không ngừng có đến nhân hoàng ấn nổi lên. Vờn quanh đến hắn thân thể, mỗi khi phía trước gào thét không ngừng lật đập nhân hoàng ấn vỡ vụn. Sau đó, thì sẽ nứt ra bay trở về đến, thu vào mình chữ vật linh khí trong đó, thuận theo. Lơ lửng ở bên cạnh hắn nhân hoàng ấn. Sẽ lập tức hướng phía ngay phía trước phi độn đi qua bù vị, không chỉ như thế, lúc cần thiết. Tử cực vô địch còn có thể khởi động bốn phía tất cả nhân hoàng ấn đồng loạt hướng phía phía trước oanh đập tới, cũng là vì cái gì? Tử cực vô địch có thể sức một mình, tọa chấn ở cái địa phương này. Để cho tàng võ người không vào được, thậm chí cái gọi là vây công chiến thuật. Đối mặt hắn thời điểm, đều không được bất kỳ tác dụng gì. Thật là kỳ quái, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Nhìn đến trước mặt lại một cái tàng võ vị cách thần linh. Bị mình dùng nhân hoàng ấn mạnh mẽ đập chết sau đó, trên mặt của hắn nổi lên kinh ngạc biểu tình, ngay tại từ cực vô địch hoảng hốt thời điểm. Bỗng nhiên là có bóng người hướng phía bên này gần lại gần qua đến, hắn có một ít kinh ngạc. Quay đầu liếc nhìn, cái này truyền tin thành viên qua đây truyền tin tức. Nhất định là có 10 phần khẩn cấp tình huống, mới có thể đến trước, nói rõ tin tức bệ. Hạ, xảy ra chuyện gì? Cái này đến trước truyền tin thành viên đặc biệt. Vội vã hướng phía tử cực vô địch bẩm rõ tình huống, huyết hổ thần đế cùng võ nguyên khôn không biết rõ làm sao tiến vào tàng linh bên trong thiên địa chấn động giám sát thiên ti đã là truyền tới tin tức thông qua quan sát thiên địa chấn động quy tắc phản hồi về đến tin tức nhìn đích thực là huyết hổ thần đế không sai cái gì nghe được cái tin tức này từ cực vô địch tại chỗ là sửng sốt một chút không thể tin huyết hổ thần đế võ nguyên khôn bọn hắn là điên rồi sao vậy mà dám cả gan tiến vào tàng linh địa giới bên trong đặc biệt là cái này huyết hổ thần đế chẳng lẽ là không biết rõ tiến vào tàng linh bên trong sau đó sẽ đối mặt với dạng hậu quả gì không thành mình lúc này chỉ cần nhanh đi về nói liền có thể đem hắn trực tiếp chảm sát tại tàng linh cương vực bên trong coi như là nơi này thất thủ cũng không có bất kỳ vấn đề gì chỉ cần đánh chết huyết hổ thần đế cho dù trực tiếp đem nơi này tặng không cho đối phương cũng có thể tiếp nhận a à, đây không phải là cực lớn cơ hội tốt sao? Nhân hoàng tử cực vô địch hưng phấn không thôi, không nhịn được là vỗ một cái bắp đùi của mình. Mà ngay tại lúc này, trước mặt hắn truyền tin thành viên trong mắt. Bỗng nhiên là nổi lên một tia quang mang mãnh liệt, đột nhiên giữa là vẫy tay. Hướng phía trước mặt tử cực vô địch đánh tới, ngay tại hắn động thủ thời điểm. Tử cực vô địch giống như là đã sớm có chuẩn bị một dạng, trước mặt lơ lưỡng một cái nhân hoàng ấn, bất thình lình là hướng phía phía trước người oanh đập tới, đông, nhân hoàng ấn tích chứa lực. Lượng khủng bố, trong nháy mắt là đem trước mặt thân thể của người này đập toàn thân là vết. Nứt lại cũng không nhúc nhích được, đồng thời, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Bị nhân hoàng ấn lực lượng chấn phong đấy, giải quyết hết thảy các thứ này sau đó. Nhân hoàng tử cực vô địch không nhanh không chậm đi đến đối phương bên cạnh hướng phía đối phương nhìn tới nhíu lông mày của chính mình không nghĩ đến a à. người cũng là tàng võ bên kia mai phục ở bên này một thành viên a à, chẳng lẽ ngươi là qua đây báo cáo tin tức giả không thành nhưng mà không đúng trong tay ngươi đưa tới cấp lệnh nội dung đích thực là chân chân tử cực vô địch lẩm bẩm ngay tại hắn nghi hoặc gào thét bỗng nhiên là cảm thấy một cái kỳ quái dao động hắn xoay đầu lại hướng phía cái này bị mình đập vỡ thân thể thân ảnh nhìn sang đây vừa nhìn không sao cả vừa nhìn chính là sắc mặt hiển nhiên không thể tin nhắn có thể từ đối phương trên thân rõ ràng nhìn thấy kẽ hở kia trong đó tiêu tán đi ra ánh sáng màu tím hơn nữa hào quang màu tím kia bên trong không ngừng chảy đến không gian dao động đi ra trong nháy mắt tử cực vô địch phảng phất là minh bạch cái gì sắc mặt trong nháy mắt khó coi chương 872, động thủ thời điểm chính là tử vong. Người hắn sao sao sao, tử cực vô địch theo bản năng liền từ trong miệng. Tiêu xuất tiếng Trung, đây là hắn du học cái kia cực kỳ khủng bố thế giới thời điểm. Học được một cái phi thường lễ phép yêu Mỹ nói, dùng đến phát tiết hắn hiện tại tâm tình phức. Tạp từ trước mặt trên người người này vỡ nát vết nứt bên trong tiêu tán đi ra ánh sáng màu tím còn có không gian dao động là hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì màu tím vết nớt mãnh liệt như vậy không gian ba động kèm theo đối phương thân thể lồng ngực hoàn toàn tan vỡ mở thời điểm hiển lộ ra một cái đặc thù màu tím tinh thể hơn nữa cái này toàn thân vỡ nát thân thể người trên mặt cũng là lộ ra càn rỡ nụ cười thậm chí bắt đầu đùa cợt lên trước mặt tử cực vô địch nhân hoàng A, ngươi không nghĩ tới chứ. Mình sẽ bị người mở một đạo đi, ha 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 ha, ngươi tự xưng là thông minh, cẩn thận thận trọng. Chỉ tiếc, ngươi không có nhắm ngay chúng ta tàng võ người quyết tâm A, tử. Cực vô địch thở dài, nhìn đến người trước mặt cũng là có một ít bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế tới đỡ xuất từ mấy tính mạng, thật đáng giá không, đối. Mặt tử cực vô địch vấn đề, cái thân ảnh này trên mặt vẫn như cũ tỏa ra thuộc về mình nụ cười. Tàng võ, ắt sẽ vĩnh tồn, phanh, kèm theo tiếng la của hắn rơi xuống sau đó. Hắn thân thể cũng là triệt để sụp đổ mở ra, hơn nữa hạch tâm trong đó cũng là vặn vẹo. Trong vòng xoáy lực lượng chính đang sụp xuống, hơn nữa, lực lượng cực kỳ kinh khủng. Từ trong đó tản ra, không chỉ như thế, cái năng lực này bên trong còn có tử cực vô địch khí tức, sau một khắc vạn vẹo không gian vòng xoáy. Trong nháy mắt là hiện ra, bên trong đi ra lần lượt khủng bố khí tức thân ảnh. Ngăn ở tử cực vô địch trước mặt tử cực vô địch thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến trước mặt những này thân hình khủng bố tồn tại, có một ít nực cười. Các ngươi tâm tư thật là đầy đủ thâm trầm a, à. hơn nữa các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, liền tính toàn bộ các ngươi đến sau đó cũng không phải đối thủ của ta a à, nhìn trước mặt những này quen thuộc bột nở khổng đối thủ cũ từ cực vô địch cũng là cảm giác đến 10 phần sự bất đắc dĩ ban nãy đối phương thi hành kế hoạch hết sức đơn giản chính là lợi dụng cái gia hỏa này tập kích hắn thời điểm người của chính mình hoàng ấn công kích đem chính mình lực lượng thông suốt tiến vào trong cơ thể hắn cứ như vậy trước thời hạn chôn ở đối phương thể nội hư không đi ngang thì sẽ hấp thu sức của chính mình đồng thời cái này hư không đi ngang hấp thu sức của chính mình sau đó sẽ lấy hắn vì hạch tâm mở ra hư không đi ngang đem người mang đến hắn bên cạnh mặt khác cái này hư không đi ngang hấp thu sức của chính mình sau đó mình cũng không có biện pháp hủy diệt cũng không có biện pháp ngăn cản đối phương đến yên tâm tử cực vô địch, chúng ta qua đây chỉ là vì ngăn cản ngươi trở về tàng linh mà thôi, đến. Lúc huyết hổ thần đế nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta dĩ nhiên là sẽ rời đi, không? Tệ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là vì ngăn cản ngươi mà thôi, những. Này bỗng nhiên xuất hiện khủng bố thân ảnh, ngươi một lời ta một lời. Nhộn nhịp mở miệng nói chuyện, đồng thời, bọn hắn cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Cảnh giác nhìn đến trước mặt tử cực vô địch, bọn hắn cứ việc người đông thế mạnh. Nhưng mà đối mặt nhân hoàng thời điểm, tâm lý áp lực vẫn là hết sức khủng lồ, bên này. Nhân hoàng tử cực vô địch cũng là không nhịn được bật cười. Một bên lắc đầu, một bên đưa tay chỉ bọn hắn, "Các ngươi a, à, nhưng mà có nghĩ tới hay không? Nếu mà thời gian kéo dài quá lâu nói, nói đến cái địa phương này tử cực vô địch, trong mắt nổi lên lạnh lẽo sát ý." các ngươi đều sẽ chết tại nơi này ta cũng là tình nguyện nhìn thấy cái này tử cực vô địch nói để cho những thân ảnh này tâm tình cũng là nặng nề chốc lát không trả lời vấn đề của đối phương cứ việc trước mặt vị này tàng linh nhân hoàng nói chuyện mười phần phách lối mở miệng chính là tuyên bố phải đem bọn hắn đều giết chết ở cái địa phương này nhưng bọn hắn nội tâm bên trong sâu sắc biết rõ đó cũng không phải đùa giỡn đối phương thật là có đầy đủ năng lực đem bọn hắn hoàn toàn xóa bỏ ở cái địa phương này vì vậy mà bọn hắn kế hoạch cũng là có thời gian hạn chế huyết hổ thần đế tại lộ diện thời điểm hành động của bọn họ cũng đã là tiến vào đếm ngược mà cái này đếm ngược thời gian chính là bọn hắn đang trì hoãn nhân hoàng cực hạn tại sợ bị nhân hoàng giết chết trước không thể không thời điểm chạy trốn trước chính là huyết hổ thần đế muốn rời đi trước thời hạn thời cơ bất quá bọn hắn cũng tin tưởng tại bọn hắn thời điểm chạy trốn. Huyết hổ thần đế hẳn đúng là có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình đi, mà tại bọn hắn suy nghĩ. Thời điểm cực kỳ khủng bố đế hoàng uy áp trong nháy mắt là chấn nhiếp mà đến. Hướng phía phương hướng của bọn hắn nghiền ép qua đây. Không chỉ như thế, quỷ dị linh hồn khí tức cũng là bắt đầu nổi lên. Hướng phía bọn hắn chấn áp qua mà tới cơ hồ là trong chớp nhoáng này. Bọn hắn đều là toàn thân run nhẹ, hướng phía người phía trước hoàng tử cực vô địch nhìn lại đối phương toàn thân trên giới tán phát ra sát cơ còn có cực kỳ khủng bố quỷ dị linh hồn khí tức để bọn hắn nhớ tới rất nhiều quan hệ đến ở tại đối phương tình báo nội dung tình báo đó là mỗi một cái muốn đi vị diện chiến tranh vị cách thần linh bên trên thực lực tồn tại đều muốn rõ ràng nhớ đồ vật nhân hoàng tử cực vô địch thực lực phi thường khủng bố hơn nữa có đến cực kỳ quỷ dị năng lực dựa theo tinh không vị diện bên kia truyền tới tin tức nhân hoàng tử cực vô địch khả năng có đến kỳ ngộ để cho hắn linh hồn cường độ vượt xa khỏi tàng linh cái vị diện này giai cấp có thể nói tại cùng người hoàng tử cực vô địch chém giết thời điểm nếu mà hắn động sát tâm chân chính nghiêm túc thời điểm linh hồn của ngươi biết lái bắt đầu rung rung biết lái bắt đầu sợ hãi thậm chí biết lái bắt đầu bị suy yếu suy giảm có thể nói tại cùng người hoàng tử cực vô địch động thủ chém giết trong nháy mắt. Người đã đi về phía tử vong đếm ngược liền tính hắn không có chân chính động thủ giết chết. Ngươi, mà linh hồn của ngươi, cũng là sẽ ở giao thủ với hắn quá trình bên trong. Bất chi bất giác phai mờ biến mất đây. Mới là nhân hoàng tử cực vô địch chân chính khủng bố địa phương, những này mạnh mẽ thân ảnh. Nuốt nước miếng một cái, nhìn đến trước mặt ẩn chứa sát ý, bốn phía tàn ra quỷ dị sóng linh hồn nhân hoàng tử cực vô địch mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình linh hồn đã là bắt đầu suy yếu tiến vào một cái tàn lụi trạng thái trong đó cùng tử cực vô địch động thủ liền tương đương với hướng phía tử vong trong vực sâu không ngừng bước đi về phía trước huyết hổ thần đế động tác của ngươi nhất định phải nhanh a à. trong đó một người cầm đầu mạnh mẽ thân ảnh trong tâm không tuyệt vọng lầm bẩm đấy mà tại hắn nhắc tới thời điểm tàng linh bên trong huyết hổ thần đế đã động thủ giống đinh tai nhức óc tiếng rít chấn động tinh không mà huyết hổ thần đế thân thể bốn phía đã là bị màu máu khí tức bao quanh phảng phất là hóa thành mãnh hổ hướng phía mọi người nhào tới không chỉ như thế chung quanh hắn tàng võ vị cách thần linh cũng là hướng phía bên này liều chết xông tới tận lực đi phối hợp huyết hổ thần đế chém giết chương 873, một khối đánh. Gầm thét tiếng hổ gầm nổi lên, nhìn huyết hổ thần đế cái tư thái này. Đại đức đế tuyết hán còn có người vương hoàng đạo tôn, liền biết đối phương hành động này. Rõ ràng là phải đánh thật, chỉ là đối mặt muốn động thật động tác huyết hổ thần đế. Nội tâm của bọn hắn bên trong, kỳ thực không có chút nào áp lực, cứ việc từ ngoài mặt đến nhìn. Bọn hắn thật giống như mười phần khẩn trương nhưng trên thực tế nhưng là vô cùng buông lỏng, dù sao, bọn hắn vô cùng rõ ràng biết rõ. Tại cách đó không xa, tiêu thiên chính đang chỗ đó tọa chấn đến, nhìn đến nơi này, phanh. Phanh, phanh, phanh. tiêu vương, lôi chính pháp còn có tiết hán cùng hoàng đạo tôn. Liên thủ hướng phía ngay phía trước chém giết đi qua, nằm ở trong. Đối mặt đối đáp huyết hổ thần đế tồn tại. Dĩ nhiên là tiêu vương còn có lôi chính pháp hai người bọn họ người, liên thủ hai người. Có thể bộc phát ra chiến lực, vượt xa khỏi bên cạnh Tuyết Hán còn có Hoàng Đạo Tôn, mà Tuyết Hán. Linh khí hùng hậu, thể lực liên miên bất tuyệt, tiêu hao đều tiêu hao không chết đặc tính. Để cho hắn cùng Hoàng Đạo Tôn phối hợp đối đáp rất nhiều tàng võ vị cách thần linh, kia 16 danh. Vị ô thần linh, liên thủ đồng dạng là không bắt được Tuyết Hán cùng Hoàng Đạo Tôn, dù sao. Bọn hắn hiện tại là bị thiên địa quy tắc áp chế còn có cơ ngưng quang áp chế lực cho dù là cách huyết hổ thần đế chém giết tiêu vương còn có lôi chính pháp cũng là có thể dành thời gian đối với những khác tàng võ thần linh bất thình lình đến một hồi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng những này tàng võ thần linh liền sẽ trúng chiêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài khó lòng phòng bị bất quá chính gọi là dưới cái thanh danh vang dội huyết hổ thần đế khủng bố năng lực chiến đấu cuối cùng vẫn là phát huy được huyết hổ thần đế bản thể bản thân liền là một đầu hung thú huyết hổ từng bước từng bước nghịch thiên tu luyện mà đến dù sao hung thú huyết hổ chân chính coi như nói chỉ có thể xem như không đáng nhắc tới đê giai hung thú nhưng mà chính là tại như chỗ dựa vậy phía dưới huyết hổ thần đế tại lâu đời đi qua vẫn là chậm rãi leo đến địa vị hôm nay cho nên kinh nghiệm của hắn hoàn toàn không phải trước mặt tiêu vương còn có lôi chính pháp có thể đánh đồng với nhau mặt khác bản thân thực lực là vượt qua xa tiêu vương còn có lôi chính pháp chỉ là thực lực bị áp chế mà thôi nhưng mà hắn thân thể còn có thể phách cường độ chính là xa xa vượt ra khỏi hai người hơn nữa còn duy trì trạng thái tột cùng vì vậy mà kèm theo thời gian đề nghị huyết hổ thần đế bắt đầu nắm giữ hai người phương thức chiến đấu còn có phong cách sau đó chính diện chiến trường chém giết chính là muốn thoải mái quá quá nhiều huyết hổ thần đế bắt đầu từng bước chiếm cứ thượng phong hơn nữa là áp chế hai người khi tiêu vương còn có lôi chính pháp bị trước mặt huyết hổ thần đế triệt để áp chế sau đó còn muốn tưởng dành thời gian đối với bên cạnh tàng võ vị cách thần xác tiến hành công kích liền hoàn toàn không có cách nào làm được như vậy không có hắn từ bên cạnh hiệp trợ bên dưới nói biết hán còn có hoàng đạo tôn áp lực liền đột nhiên tăng lên lên muốn thoải mái ứng đối nói liền không có đơn giản như vậy chiến đấu cục diện cũng là bắt đầu từng bước hướng phía tàng võ bên này nghiêng về qua đây ha 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 không hổ là huyết hổ thần đế tiền bối ngài ra tay một cái thật là vấn đề gì đều có thể giải quyết xong a à. bên này lơ lửng giữa không trung trong đó võ nguyên khôn đã là cười đến phóng đãng lên tiếng trên mặt để lộ ra cuồng vọng biểu tình thật giống như hết thảy đều đã là tất cả nằm trong lòng bàn tay ngay giữa không chỉ như thế rời đổi theo thời gian dưới chân hắn kim loại la bàn bên trong tích chứa uy năng còn có khí tức đã bắt đầu không ngừng bành trướng trong đó cực kỳ uy áp kinh khủng đã là bắt đầu trấn nhiếp nhân tâm đến đáng chết tiêu vương bên này nội tâm bên trong cũng là thầm mắng lên tiếng nổi nóng không thôi hắn tức giận vô cùng một chút chính là đang oán trách tại sao mình vô dụng như vậy vì sao ngay cả mặt mũi phía trước huyết hổ thần đế cũng không có cách nào thắng nổi rõ ràng mình là có sư phụ khủng bố như vậy tồn tại dạy dỗ mình thậm chí đã nhận được đối phương điểm hóa hắn có như thế cực lớn kỳ ngộ tuyệt diệu như vậy cơ hội mình hẳn là cố mà chân quý mới đúng nhưng vì cái gì hắn vẫn là không có làm được bên cạnh lôi chính pháp đồng dạng là tức giận không thôi không ngừng gầm thét hướng phía phía trước huyết hổ thần đế phát động công kích hắn cũng đối với chính mình cảm thấy mười phần phẫn nộ mình ban đầu là cửu tử nhất sinh thật không dễ mới đi tới hôm nay ở đó dạng tuyệt vọng tình cảnh phía dưới hắn mới thật không dễ dàng đã nhận được lực lượng như vậy mà trước mắt mình rõ ràng có cơ Hội, có thể đối với tàng linh làm ra càng lớn hơn cống hiến thời điểm, cũng chính là tại dạng. Này thời khắc mấu chốt, vì sao mình lộ vẻ dạng này vô lực đâu các? Người vẫn không thể nào đem chính mình thực lực hoàn toàn phát huy ra được. Vừa lúc đó, một cái thanh âm tại Tiêu Vương còn có Lôi Chính Pháp trong đầu. Hiện ra, nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, nguyên bản có một chút xíu chán nản Tiêu Vương còn có Lôi Chính Pháp. Trong nháy mắt đã tới tinh thần vừa vặn đây là một cái phi thường không tồi thực chiến cơ hội lúc bình thường cùng các ngươi luận bàn chỉ điểm thời điểm thật sự là lo lắng không cẩn thận đem các ngươi đánh chết cái này huyết hổ thần đế ngược lại một cái không tồi bồi luyện nhìn thấy cái địa phương này thời điểm tiêu thiên âm thanh bắt đầu không ngừng xuất hiện tiêu vương còn có lôi chính pháp trong đầu mà hắn lời nói giữa đều là quan hệ đến ở tại tiếp theo chiến đấu ý nghĩ và bọn hắn tiết tấu tấn công còn có khoảng cách với nhau phối hợp rốt cuộc là cái dạng gì đồng thời cũng là chỉ điểm hai người đối với đối phương đại đạo chi lực đặc tính còn có một ít dị thường bí thuật đến cùng hẳn từ góc độ nào đi quan sát đi phân tích đồng thời bọn hắn tập võ hành tàu tại võ đạo lộ trình bên trên đến cùng hẳn đi như thế nào mới có thể phát huy ra thực lực tuyệt đối đi ra kèm theo tiêu thiên hết lòng dạy dỗ phía dưới Tiêu vương cùng lôi chính pháp cặp mắt bên trong. Không ngừng toát ra tinh quang, không chỉ như thế, anh dũng chém giết động tác. Cũng là càng ngày càng lưu loát. Càng ngày càng tơ lụa lên, cùng hai người chính đang tỉ thí huyết hổ thần đế. Từng bước bắt đầu phát hiện chỗ không đúng, hắn chợt phát hiện. Trước mặt hai người kiên năng lực chiến đấu, làm sao tại trong thời gian ngắn ngủi. Bỗng nhiên bắt đầu tăng cường lên, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là hai cái cầm lấy tiệt thế thần binh tiểu hai. Bất thình lình biến thành cao thủ tiệt thế một dạng, rõ ràng lực lượng không được cái gì đề. Thăng, nhưng mà động thủ quá trình bên trong, chính là vô thời vô khác. Đối với hắn tạo thành đến khủng lồ áp chế, hơn nữa để cho hắn cảm giác hết sức khó chịu. Thật giống như động tác kế tiếp của mình. Hoàn toàn là bị đối phương đoán được một dạng, thậm chí sát chiêu của mình bí thuật. Thật giống như tại đối phương trong mắt chính là trong suốt một dạng kèm theo thời gian rời đổi tình huống cũng là từng bước bắt đầu phát sinh thay đổi vượt xa khỏi tưởng tượng của mình cục diện đã bắt đầu thoát ly huyết hổ thần đến nắm trong lòng bàn tay kèm theo chém giết tiến trình sự hiện hữu của mình tự hồ đã không có gì đặc biệt mẫn nhiên trở thành cái khác tàng võ thần linh một phần đúng thế trước mắt trước mặt tiêu vương còn có lôi chính pháp đã là hoàn toàn đem hắn cho rằng phổ thông tàng võ thần sắc một dạng. Đi theo cái khác tàng võ thần linh, một khối đánh, chương 874, đến thời cơ thích hợp. Huyết hổ thần đế là tính cách gì, kiêu ngạo người, nếu mà ngươi phải nói một cái tục một chút. Hình dung, đầu này lão hổ, yêu thích trang bức, lúc trước hắn động thủ thời điểm. Chấn áp trước mặt hai cái này phi phàm gặp được tồn tại, để bọn hắn bị đánh bẹp trên mặt hiện ra chán nản tâm tình thời điểm, huyết hổ thần đế là thống khoái. Thoải mái, cảm giác mình ý nghĩ sáng sủa lên. Vang lên bên tai những này bình thường tàng võ thần linh, tại trợ giúp của mình phía dưới. Áp lực giảm nhanh, có đến lúc trước hoàn toàn khác biệt chiến đấu trải nghiệm. Tán dương không dứt thời điểm, huyết hổ thần đế, vô cùng cao hứng. Thoải mái, hắn yêu thích đúng là cái mùi này. Chính là cái này giọng thân là tàng võ cổ lão tồn tại nhưng mà hắn nổi danh trình độ vì sao cao như vậy đương nhiên là yêu thích đi ra đi bộ yêu thích xuất hiện trang bức tự nhiên thuyết pháp này tự hồ có một chút xíu thô tục nếu như dùng văn nhã một chút thuyết pháp tới gọi là trước người hiển thánh a à, trước người hiển hổ mới gần như nhưng mà dạng này khoái trá trải nghiệm vẫn không có duy trì liên tục thời gian bao lâu liền bị mạnh mẽ cắt đứt huyết hổ thần đế không hiểu vì sao tiêu vương cùng lôi chính pháp bất thình lình giống như là hít thuốc lắc một dạng. Bỗng nhiên trở nên như vậy sinh mãnh, hơn nữa. Đầu óc của bọn họ giống như là đột nhiên linh quang. Thật giống như khai khiếu một dạng, đối với lần này huyết hổ thần đế thật không có biện pháp lý. Giải, mới bắt đầu hắn trong đầu, hiện ra một cái khả năng, chính là tại cái này xui xẻo sau đó. Có phải hay không là có cái gì ẩn tàng cường giả? lén lút ở đó chỉ điểm hai người bọn họ đâu, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này. Lại là cực kỳ nhỏ, đương nhiên tại sự hoài nghi này xuất hiện sau đó. Huyết hổ thần đế vẫn là lợi dụng ý thức của mình. Cẩn thận dò xét một hồi bốn phía, nhưng không có phát hiện cái gì ẩn tàng thân ảnh. Cũng không có cảm giác được cái gì truyền âm, một điểm này. Huyết hổ thần đế vẫn là hết sức tự tin không cho rằng mình cha xét sẽ xuất hiện sai lầm gì, dù sao hắn thực lực tuy rằng bị áp chế. Nhưng là mình linh hồn cường độ còn ở đây địa phương, lấy hắn cổ lão tuổi tác. Còn có linh hồn cường độ mà nói nói, linh hồn ba động của hắn chuyển bốn phía. Cha xét xung quanh nói, không tồn tại có người nào có thể tại hắn cha xét phía dưới, ẩn núp. Cuối cùng, huyết hổ thần đế suy đoán chính là, hai người kia thiên phú khi lấy được gặp được sau đó, hoàn toàn bộc phát, hơn nữa tại cùng mình chém giết quá trình bên. Trong, chiến đấu kỹ thuật đã nhận được không ngừng ma luyện. Cho nên đạt tới dạng này tầng thứ, huyết hổ thần đế cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hai người kia rốt cuộc là gặp phải cái gì? Thiên phú có thể giác tỉnh đến trình độ này, rất khiến hắn cảm giác đến biệt khuất một chút. Chính là mình tại bất chi bất giác bên trong dĩ nhiên là trở thành hai người kia bồi luyện, đùa gì thế, hắn đường đường huyết hổ thần đế. Dĩ nhiên là trở thành hai người kia bồi luyện, sỉ nhục, hắn huyết hổ thần đế nhiều năm như vậy. Tung hoành nhiều năm như vậy, lúc nào trải qua ủy khuất như vậy, thường ngay tuế nguyệt bên. Trong, hắn từ trước đến giờ chính là tuyệt đối nhân vật chính. Lúc nào trở thành người khác ma luyện tài nghệ bao cắt, phẫn nộ tại huyết hổ thần đế lồng ngực trong đó ấp ủ, hắn hận không được nứt ra đem trước mặt hai người. Kia xé nát, để cho hắn rõ ràng, mình thực lực chân chính, chỉ tiếc, hôm nay bị áp chế. Không có cách nào dùng tuyệt đối lực lượng trấn áp hai cái này vương bát đản, võ. Nguyên khôn, chẳng lẽ còn không có được không? Huyết hổ thần đế lại cũng không nhịn được như thế biệt khuất tình huống. Hắn không muốn duy trì nữa cho dù từng giây từng phút, hắn phẫn nộ hướng phía bên cạnh võ nguyên khôn gào lên, nội tâm trong đó biệt khuất quá đáng. Rõ ràng trước mặt những này cái gọi là gia hỏa, tại hắn thực lực chân chính trước mặt. Đó là không đáng giá nhắc tới, hôm nay, hắn bị người xem như bia ngắm một dạng. Giống như bao cắt một bản đánh tới đánh lui. Thuần túy cũng là bởi vì thiên địa này quy tắc áp chế, bởi vì cái này nữ võ thần đế cơ ngưng. Quang, cực kỳ đặc thù thiên phú, nếu không phải như thế, liền đám người này thực lực nơi nào sẽ là mình địch huyết hổ thần đế tiếng gầm gừ đồng dạng hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhộn nhịp hướng phía võ nguyên khôn phương hướng nhìn sang lúc này bọn hắn mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại võ nguyên khôn dưới chân có đến trận pháp la bàn bên trong đang ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng trong đó chỉ sợ là chân chính át chủ bày huyết hổ thần đế đều tự mình gầm thét lên tiếng như thế lưu ý chỉ sợ không đơn giản cơ hồ là cái này trong nháy mắt tuyết hán cùng hoàng đạo tôn đều rối rít hướng phía võ nguyên khôn phương hướng tỉ mỉ nhìn chăm chú đi qua sau đó hai người bọn hắn là chố mắt nhìn nhau lẫn nhau cũng là nhìn thoáng qua nhau dựa theo tình huống bình thường hai người là phải nghĩ biện pháp đột phá trùng vây ngăn cản võ nguyên khôn mới đúng nhưng bọn hắn rất rõ ràng biết rõ tại cách đó không xa tiêu thiên đang bí mật quan sát đấy cho nên không thể nào xuất hiện nguy hiểm gì tình huống chân chính sẽ lọt vào nguy cơ người ngược lại là đối phương có đầu có cuối không muốn nửa chừng bỏ giờ hồi lâu qua đi vẫn là tuyết hán mở miệng hướng phía hoàng đạo tôn nói hoàng đạo tôn hiểu ra biết rõ tuyết hán ý tứ nếu hiện tại diễn trò như vậy thì có đầu có cuối không muốn nửa chừng bỏ giờ diễn như thế sau khi quyết định tiết hán cùng hoàng đạo tôn tốc độ ầm ầm bạo phát hướng phía phía trên sung thứ đi qua hai người từ trên nét mặt mặt đến nhìn giống như là phải liều mạng một dạng tựa hồ không tiếc bất cứ giá nào muốn ngăn cản võ nguyên khôn dưới chân la bàn bên trong lá bài tẩy bạo phát mà một khác này cái khác tàng võ vị cách thần linh nhận thấy được phản ứng của hai người sau đó đồng dạng cũng là tóe ra thể nội linh khí đại đạo chi lực điên cuồng nổ vang chống đỡ giữa phiến thiên địa này quy tắc áp chế cơ hồ là lấy thương đổi thương đại giới. Cưỡng ép bức bách tuyết hán cùng hoàng đạo tôn. Vô pháp đến gần võ nguyên khôn, võ nguyên khôn vào giờ phút này. Trên trán đồng dạng liều lĩnh mồ hôi. Cắn chặt hàm răng, hắn đang toàn lực thúc giục thể nội linh khí. Hướng phía dưới chân mình kim loại la bàn bên trong. Liều mạng rót vào, ong ong ong, kim loại la bàn tại võ nguyên khôn điên cuồng rót vào phía dưới không ngừng chấn động phát ra nổ ầm động tĩnh tiếng vang bên trong tích chứa khủng bố uy năng lúc này cũng là triệt để bày ra rõ ràng nặng nề động tĩnh âm thanh nổi lên sau đó để cho ở đây tất cả mọi người đều là chi kinh ngạc trận pháp xuất hiện điểm xiết rất nhiều tinh quang hơn nữa những này tinh quang hóa thành là đại đạo màn che che khuất bầu trời lừa dối trong chớp mắt nguyên bản thuộc về tàng linh nơi này thiên địa quy Đắc sức áp chế phảng phất không thấy tung tích hoàn toàn biến mất phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng một cái khác một bên bản thân là bị áp chế huyết hổ thần đế khí tức chính đang liên tục tăng lên thật giống như đang khôi phục trước kia đỉnh phong tư thế cùng lúc đó trên mặt của hắn càng là lộ ra nụ cười dữ tợn phanh tiêu vương cùng lôi chính pháp công kích lần nữa rơi vào trên người của hắn lại phảng phất là thạch vào đại hải không có nhấc lên nửa phần gợn sóng, hai người kinh ngạc ngẩng đầu. Vừa vặn đối diện nhìn thấy huyết hổ thần đế kia ánh mắt hài hước. mươi 875, cục diện trở nên ác liệt. Tại huyết hổ thần đế trên thân, rồi rào huyết quang lóng lánh, nguyên bản. Tiêu vương cùng lôi chính pháp mãnh liệt công kích. Cũng có thể đem đối phương đánh lui, cho dù vô pháp nhận được cái gì quá lớn tổn thương. Vẫn như cụ có thể tiến hành một cái áp chế cho nên tiến hành duy trì liên tục tính tấn công giết địch hai người không mong đợi bọn hắn nội tâm cũng rất rõ ràng cho dù là có đến nhất định áp chế huyết hổ thần đế thực lực của bản thân cảnh giới liền đặt ở chỗ đó cường độ thân thể còn không phải bọn hắn thực lực này có thể đánh vỡ chảm sát vô vọng cũng không có quan hệ gì ít nhất trước mắt huyết hổ thần đế tại lập tức tình hình xem như một cái hoàn mỹ mục tiêu sống cũng là ma luyện bản thân tài nghệ hảo đối tượng từ vừa mới bắt đầu lại nói tình hình là dạng này nhưng hôm nay tấn công không có hiệu quả tiêu vương cùng lôi chính pháp có thể rõ ràng cảm nhận được công kích của mình rơi vào trên người đối phương sau đó lực đạo tựa hồ bị hào quang màu đỏ ngòm kia cho quét ra cũng không thành công tác dụng huyết hổ thần đế trên thân nhìn kỹ lại có thể phát hiện trên người đối phương huyết quang không đúng lắm nói là huyết quang hoặc như là dòng nước phun trào tiêu vương cùng lôi chính pháp cái này hoảng hốt thời điểm huyết hổ thần đế âm thanh cũng theo đó truyền đến xem ra thế công của các ngươi thật giống như không quá tác dụng a à, huyết hổ thần đế trên mặt tràn đầy khôi hài mà trong hai mắt chính là mang theo lãnh sắc lúc trước hắn chính là bị hai người này vây công biệt khuất rất lâu sống nhiều năm như vậy huyết hổ thần đế còn chưa bao giờ trải qua ủy khuất như vậy phong thủy luân truyền hiện tại chính là đến hắn hãnh diện thời điểm âm huyết hổ thần đế thể nội uy áp ầm ầm bạo phát giống như là mặt trời chói trang màu đỏ ngòm ở dưới phiến tinh không này bị nhen lửa tích chứa uy thế chấn động lực trùng kích hướng phía bên cạnh tiêu vương còn có lôi chính pháp cuồn cuộn cuốn tới đem hai người mạnh mẽ bước lui xảy ra bất ngờ biến hóa mọi người tại đây đều là rung động đây là bọn hắn nhộn nhịp ngẩng đầu hướng phía vùng trời bỗng nhiên xuất hiện tinh quang màn tre nhìn sang. Ánh mắt từng bước trở nên ngưng trọng, mặc dù bọn hắn không biết rõ trong đó chi tiết bất quá. Chỉ riêng từ trên biểu tượng mặt đến nhìn, bọn hắn cũng đại khái hiểu rõ. Chuyện gì xảy ra, thiên địa quy tắc áp chế lực. Tựa hồ bị thay đổi, sợ rằng bắt nguồn ở võ nguyên khôn lá bài tẩy bí mật. Chính là cái trận bàn này trong đó lực lượng một khi bị kích thích ra sau đó thì sẽ sinh ra dạng này tinh không lực lượng che giấu tàng linh thiên địa bản thân cho nên tạo thành hậu quả như thế hiện tại tới phiên ta huyết hổ thần đế một bên cười gan thân thể bốn phía màu máu hào quang dâng trào phun trào đông huyết hổ thần đế thân thể bốn phía bỗng nhiên phát ra tiếng nổ đùng đoàng đồng thời trên thân lập lòe màu máu huyễn ảnh xông về tiêu vương cùng lôi chính pháp hai người hai người con ngươi có rút vội vã làm ra phản ứng tiêu vương lực đạo bạo phát thân thể chấn động bên dưới bính phát kinh khí hóa thành vô hình đích trướng để ngang phía trước lôi đình tiếng gầm gừ xuất hiện lôi chính pháp toàn thân bị màu máu lôi đình quấn quanh bên cạnh giống như là nổi lên một phiến màu máu lôi hải nhưng sau một khác hai người biểu tình đồng thời phát sinh kịch biến huyết hổ thần đế tấn công cường độ viễn siêu hai người tưởng tượng, vốn tưởng rằng, đạt được tiêu thiên giúp đỡ. Bản thân chiến lực tăng vọt, đạt đến đỉnh điểm cường giả hàng ngũ, có thể cùng trước mặt hoàn. Toàn trạng thái bên dưới huyết hổ thần đế va chạm, hai người mới rõ ràng cảm nhận được. Khoảng cách với nhau chân chính khoảng cách. Rốt cuộc có bao nhiêu, hoàn toàn thì không phải một cái đẳng cấp hơn nữa. Đây kim loại trận bàn bên trong, bung ra tinh không chi lực. Đối với sức chiến đấu của bọn họ còn có trạng thái có đến cực lớn áp chế lực, cứ kéo dài tình huống như thế. Càng không phải huyết hổ thần đế đối thủ, bên trên tàng võ cái khác vị cách thần linh. Càng là dương dương đắc ý, bắt đầu ngược lại áp chế Tiết Hán cùng Hoàng đạo tôn thế cục. Trong nháy mắt trở nên ác liệt. Chương 876, lấy mạng đổi mạng đi. Vây công qua đây tàng võ vị cách thần linh. Nhộn nhịp cười rất lớn tiếng, phong thủy luân chuyển a, lúc trước Bọn hắn đám này tàng võ vị cách thần linh, đều là bị phiến thiên địa này quy tắc áp chế gắt gao, trừ chỗ đó ra. Còn có nữ kia võ thần đế cơ ngưng quang ở bên cạnh, thì triển bản thân năng lực thiên phú, tình cảnh gian nan. Trong tâm cùng huyết hổ thần đế một dạng, đồng dạng cực kỳ bực bội, dù sao bọn hắn số người chiếm cứ ưu thế, mà lại bị Tuyết Hán cùng Hoàng đạo Tôn hai người áp chế. Trong tâm có thể không khó chịu sao, ha. Ha ha ha, xem ra thế cục cũng không có như ngươi tưởng tượng tốt như vậy a. À. Khi kim loại la bàn coi là thật phim ảnh, triệt để bộc phát ra. Võ Nguyên Khôn cũng là càn rỡ cười lên, nguyên bản tâm tình khẩn trương. Cũng là đã nhận được hoàn toàn buông lỏng, tiêu vương còn có lôi chính pháp bỗng nhiên bạo phát. Chiến lực kinh khủng, và áp chế huyết hổ thần đế tràng diện. Quả thực là đem võ nguyên khôn làm cho sợ hết hồn, đều không cần huyết hổ thần đế mở miệng nhắc. Nhờ, võ nguyên khôn đã chủ động bạo phát bản thân linh khí, hướng phía kim loại la bàn rót vào. Đem át chủ bài phóng thích ra ngoài, phanh. Phanh, hai đạo va chạm kịch liệt âm thanh vang lên theo. Lúc trước còn tại cùng huyết hổ thần đế kịch liệt chém giết giao phong tiêu vương cùng lôi. Chính pháp, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hai người trong miệng, đều là phun máu tươi. Toàn thân bị thương nặng sau đó, thể nội khuấy động lục phủ ngũ tạng cảm giác giống như là rời sông lấp biển một dạng với nhau trong ánh mắt. Đều tràn đầy chấn động, rốt cuộc là huyết hổ thần đế, chiến đấu này năng lực quả nhiên ghê gớm. So sánh tưởng tượng bên trong cường hãn rất nhiều, mà tuyết hán cùng hoàng đạo tôn bên này cũng là bị hoàn toàn áp chế, liên tục bại lui, cục diện, nghịch chuyển trong nháy mắt lại đến, khó. Trách huyết hổ thần đế còn có võ nguyên khôn bọn hắn, có gan qua đây trong tay dĩ nhiên là có dạng này át chủ bài tiết hán hướng phía bên cạnh hoàng đạo tôn mở miệng sắc mặt nặng nề nói thời điểm hắn quay đầu liếc nhìn cơ ngưng quang vị trí võ nguyên khôn kích thích ra lá bài tẩy này thậm chí ngay cả nữ võ thần đế năng lực thiên phú đều có trình độ nhất định ảnh hưởng tuy rằng không đến mức đem nàng năng lực thiên phú triệt đề xóa đi tối thiểu là đem ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất sợ rằng lá bài tẩy này khởi nguồn tự đến từ chính tàng võ sau lưng. Có đến cùng chung chiến tuyến cái kia mạnh hơn vị diện xuất từ tay đối phương trận pháp này. Ẩn chứa dạng này tinh không chi lực. Lại có thể triệt tiêu che giấu tàng linh bản thân thiên địa quy tắc áp chế. Bất khả tư nghị còn chưa đủ mạnh. Lúc này tiêu vương nội tâm bên trong phát ra gầm thét. Nguyên bản trong tâm một chút xíu tâm tình vui sướng. Hoàn toàn biến mất hầu như không còn bên cạnh lôi chính pháp nội tâm trong đó đồng dạng tràn đầy xấu hổ thần sắc trong khoảng thời gian này bên trong đã nhận được tiêu thiên dưới sự trợ giúp bọn hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh vượt xa khỏi đi qua thậm chí đối đầu một đám tàng võ vị cách thần linh bọn hắn cũng có thể đánh bẹp lòng tự tin đã bành trướng đến một cái cực hạn nhưng hôm nay thực tế tàn khốc tình huống cho bọn hắn hung hăng một bạt tay nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn một khi không có thế giới áp chế lực dưới sự trợ giúp một khi đụng phải địch nhân bên trong cường giả chân chính bọn hắn tuy rằng không đến mức không chịu nổi một kích có thể loại kia vô lực cảm thụ như cũ bao trùm tới đối với tự thân cũng coi như là có càng thêm rõ ràng nhận thức hôm nay đã có càng tốt hơn điều kiện càng tốt hơn hoàn cảnh như vậy càng thêm cần cố gắng tu hành để thăng bản thân chiến lực cũng chỉ có dạng này mới có thể đạt đến đỉnh mới, cũng như thế. Mới có thể không cô phụ đại nhân biếu tặng, không đến mức tại dạng này vô lực. Tựa hồ hiểu rõ một điểm này, Tiêu Vương cùng lôi chính pháp động tác. Cũng là bắt đầu phát sinh thay đổi, nếu như nói đi qua bọn hắn chém giết thời điểm chiến đấu. Rất nóng lòng, rất khẩn cấp, chỉ là không ngừng nghĩ muốn tấn công. Muốn mượn bản thân lực lượng khổng lồ đi nghiền ép đối thủ, bọn hắn bây giờ động thủ phong cách cùng cảm giác thành thạo có dư. Có vẻ càng thêm ung dung thoải mái lên, cứ việc cùng huyết hổ thần đế giao thủ lần nữa, sau đó. Tiêu vương cùng lôi chính pháp vẫn là bị hung hăng áp chế. Nhưng lại không có lúc trước chật vật như vậy. Nhất kích tức hội, ngược lại thì có thể cùng huyết hổ thần đế chiến đấu như vậy chốc lát. Tới tới lui lui tranh đấu như vậy chỉ chốc lát sau mới sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mặc dù như thế. Tình huống cũng so với phía trước tốt hơn quá nhiều, duy chỉ có khổ tiết hán còn có hoàng đạo. Tôn, hai người hôm nay đối mặt nhiều như vậy toàn thịnh tư thái tàng võ vị cách thần linh. Áp lực khủng lồ, vừa mới hơi mất tập trung, trên thân liền muốn mang thương, ngay tại bọn hắn phiền muộn thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên là truyền đến cực kỳ đáng sợ dao động, dày nặng vô cùng cảm giác. Như vậy truyền tới, cơ hồ là tại cái động tĩnh này xuất hiện thời điểm, mọi người tại đây đều là nhộn nhịp quay đầu, hướng phía động tĩnh khởi nguồn nhìn đến, chính là cơ ngưng quang. Thời khắc này nữ võ thần đế toàn thân tỏa ra thần quang. Mi tâm thần văn đều tựa như là bị đốt một dạng, cháy hừng hực đến thần hỏa, không chỉ như thế. Nữ võ thần đế sau lưng chính là có đến hùng hậu màu vàng đất núi cao hư ảnh. Đầy núi cao hình bóng phi thường khổng lồ che khuất bầu trời, thậm chí một lần đều muốn vượt qua kia tinh không phía trên. Đem một cái đâm rách, nữ võ thần đế, ngươi làm cái gì vậy? Cơ hồ là cảm giác được cái này dao động, tiết hán liền không nhịn được gầm thét lên tiếng. Mặt lộ khủng hoảng chi sắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Nữ võ thần đế cơ ngưng quang khí thế tại kéo lên. Thực lực đang điên cuồng tăng vọt toàn thân trên dưới bị nhen lửa thần hòa tỏa ra mặt của mọi người bàng bên trên nhưng hôm nay cơ ngưng quang nở rộ khí tức càng cường hoành bộc phát ra thực lực càng khủng bố hơn tiết hán lại càng thấy được không tốt lắm không thể nào vô duyên vô cớ liền bày ra đáng sợ như vậy thực lực sợ rằng cơ ngưng quang bỏ ra giá rất lớn từ đó có lực lượng như vậy đây là ta lúc đầu quyết định của mình tạo thành tồi tệ hậu quả tự nhiên được ta tự mình đến giải quyết cơ ngưng quang ánh mắt kiên nghị tóc dài bay lượn giữa trong tay cự thuẫn bên trên không ngừng hiện ra nặng nề dao động ong ong rung động toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại hô ứng sai lầm của ta không thể để các ngươi gánh vác cơ ngưng quang ánh mắt lấp lóe ngừng mắt nhìn võ nguyên khôn bên kia kim loại trận pháp la bàn chuẩn bị trốn hướng theo cơ ngưng quang kêu gọi vang dội nàng thân hình trong nháy mắt là hướng phía phía trước sung thứ đi qua tốc độ nhanh vô cùng cơ hồ là tại nàng xông ra trong nháy mắt võ nguyên khôn biểu tình đều có chỗ biến hóa cơ ngừng quang người điên người đây là đang tự sát võ nguyên khôn cũng là đi theo gầm thét lên tiếng hắn nhìn ra đây kẻ điên đến cùng làm chuyện gì nàng đốt lên mình thần văn chính là tại bùng cháy mình tính mạng đây nữ võ thần đế dĩ nhiên là muốn hy sinh chính mình tính mạng chính là vì cứu đám người này chẳng lẽ nàng không rõ mình tính mạng trọng yếu hơn sao, võ nguyên khôn bị dọa sợ đến oa oa kêu loạn. Hoàng hốt muốn rút lui, tránh né nữ võ thần đế va chạm, đùa, một cái đụng này đánh. Bản thân cũng phải bị đánh chết tươi, dù sao cũng là nữ võ thần đế lấy mạng đổi mạng một dạng. Xung phong, chương 877, chân chính át chủ bài. Cơ ngưng quang ánh mắt kiên nghị, không sợ hãi gì không hề cảm thấy mình hành động này có lỗi gì lỡ đây là chính nàng phạm sai lầm là mình gan quá lớn quá tham lam muốn mở rộng thắng quả cũng chính là quyết định của nàng làm liên lụy tiêu vương lôi chính pháp còn có tiết hán cùng hoàng đạo tôn qua đây để bọn hắn khả năng hao tổn ở cái địa phương này cơ ngưng quang chưa bao giờ cho rằng mình thân là nữ võ thần đế liền thật cao cao tại thượng liền có thể không cần vì mình sai lầm phụ trách cho nên nàng quyết định hết mình cố gắng cuối cùng. Để bọn hắn có thể sống trở về, nữ võ thần đế, ngươi. Ai? Tiết hán bên này, không nhịn được gào thét lên tiếng, hoàng đạo tôn cũng là sắc mặt kinh ngạc. Không thể tin, kia tiêu vương cùng lôi chính pháp cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Muốn hướng phía bên kia tiến lên. Ngăn cản cơ ngưng quang hành vi, có thể hai người vừa mới có hành động. Trước mặt chính là bị huyết hổ thần đế trực tiếp trận lại, làm sao hai người các ngươi cái lúc này còn muốn muốn cứu người hay sao huyết hổ thần đế hài hước tiếng cười truyền đến mà thân hình của hắn cũng là gắt gao ngăn ở hai người phía trước nó toàn thân trên dưới lóng lánh màu máu hào quăng không ngừng phun trào hơn nữa hướng theo hắn xuất thủ càng là phát ra cực kỳ đáng sợ lực chấn động cho dù tâm cảnh đề thăng chiến lực lại lần nữa để cao hai người đối mặt huyết hổ thần đế chặn đường cũng không có biện pháp thành công đột phá lúc này huyết hổ thần đế trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hơn nữa có một chút chút đắc ý thật là khiến người ta buồn cười các ngươi đây vội vã muốn gấp rút tiếp viện đi qua bộ dáng huyết hổ thần đế vừa nói một bên hướng phía cơ ngưng quang phương hướng chỉ đi qua bất quá đều là tốn công vô ích các ngươi chẳng lẽ thật tưởng rằng cơ ngưng quang ngu xuẩn như vậy hành vi thật có thể đem các ngươi giải cứu được đi huyết Hổ Thần Đế vừa nói, híp một cái cặp mắt nghe hắn nói. Tiêu Vương cùng Lôi Chính Pháp đồng thời hướng phía huyết hổ thần đế nhìn sang. Ngay trong ánh mắt hiện ra một tia vi diệu thần sắc từ huyết hổ thần đế nói nghe nói. Trong tay Át chủ bài chẳng lẽ còn không chỉ cái này kim loại la bàn trong trận pháp bung ra. Tinh không màn che, còn có cái khác Át chủ bài coi như là bọn hắn kích phá cái này tinh không màn che ngăn cản kim loại la bàn cũng không tế ở tại chuyện một vòng trừ một vòng đây tàng võ người thật đúng là tâm cơ thâm trầm cũng may bọn hắn bên này cũng không phải đều không còn át chủ bài chỉ tiếc đây huyết hổ thần đế cũng hiểu lầm ý của bọn hắn bọn hắn gấp gáp cũng không phải bi phẫn không phải cảm thấy nữ võ thần đế hy sinh chính mình hành vi cỡ nào khiến người đau buồn mà là không cần thiết a à, tiêu đại nhân liền ẩn náu bên trên bọn hắn nhất định là không có nguy hiểm cơ ngưng quang căn bản không có đi liều mạng cần thiết đây là uổng phí hết tính mạng nhưng nếu bị huyết hổ thần đế ngăn cản tiêu vương cùng lôi chính pháp cũng không gấp lại đột phá trùng vậy dù sao tiêu đại nhân bản thân cứ ở bên cạnh nhìn hắn đều không có gấp xuất thủ nói rõ tình huống vẫn không có trở nên ác liệt đến hắn thời điểm xuất thủ ầm ầm ngay tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm nữ võ thần đế cơ ngưng quang xung phong đã triệt đề bạo phát hung hăng cùng võ nguyên khôn phương hướng đụng đi qua đông nặng nề tiếng va chạm vang lên theo khi cơ ngưng quang lấy liều mạng tư thế hung hăng cùng võ nguyên khôn bên kia chạm qua đi thời điểm dưới chân kim loại la bàn đột nhiên giữa bay lên quay tròn giữa không trung trong đó đi loanh quanh trận pháp kim loại la bàn bên trong bung ra khủng bố uy năng lại lần nữa hiện ra không chỉ như thế kim loại trận pháp la bàn bên trong một cái tinh không hư ảnh từng bước bắt đầu hiện ra tinh không hư ảnh hóa thành hình người phảng phất là tại thư triển thân thể một dạng bắt đầu hiển lộ ra tại hai này thế gian cơ hồ là tinh không hư ảnh hiện lên trong nháy mắt toàn bộ thiên địa bên trong hắc ám tinh không bên trong không ngừng đung đưa thiên địa kịch liệt phản ứng đấy bốn phương tám hướng quy tắc chi lực điên cuồng hướng phía cái này tinh không màn che chấn động qua đây chỉ tiếc đều là bị gắt gao ngăn trở chốc lát không có cách nào đột phá tinh không này màn che ngăn tre trừ phi thiên địa đem bốn phía quy tắc chi lực toàn bộ đều đi qua đây nhưng nếu là nếu như vậy toàn bộ tàng linh vị diện cái cân đều sẽ bị đánh vỡ nhìn một chút các ngươi tàng linh thiên địa đều bắt đầu gấp gáp a à. huyết hổ thần đế cảm thụ được động tĩnh bốn phía khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên hướng phía trước mặt kinh ngạc tiêu vương còn có lôi chính pháp mở miệng hiển nhiên tiêu vương còn có lôi chính pháp đều kinh hãi hướng phía nhìn trái phải đi qua không biết rõ bốn phía chuyện gì xảy ra trong thiên địa động tĩnh vì sao lớn như vậy bất quá trong nháy mắt kế tiếp trong thiên địa động tĩnh trong nháy mắt tiêu trừ không có một tí phản kháng động tĩnh mặc cho kia tinh không màn che thư triển ra không ngừng mở rộng, cũng mặc cho kia tinh không hình người hư ảnh triệt để thư triển ra, hoàn. Toàn, từ bỏ chống cự, đột ngột tình huống, để cho huyết hổ thần đế đều sửng sốt một hồi. Xảy ra chuyện gì, vì sao tàng linh thiên địa, từ bỏ chống cự sao? Đừng nói huyết hổ thần đế, ngay cả kia từng bước nổi lên. Chính đang giãn ra tinh không nhân ảnh. Đồng dạng đều sửng sốt một hồi, vì sao, không có đạo lý A, à, sự xuất hiện của hắn, toàn bộ tàng linh thiên địa đều sẽ phản kháng kịch liệt mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện loại này từ bỏ chống cự tình huống, chẳng lẽ đây tàng linh thiên địa? Tự giận mình hay sao, nhưng mà tiêu vương cùng lôi chính pháp chính là chố mắt nhìn nhau. Bộ não bên trong hiện ra một cái khả năng, đại nhân. Một cái khác một bên, bản thân là không để ý mình tính mạng. Hướng phía bên này phát động công kích cơ ngưng quang, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng phía phía trước nhìn sang, nàng toàn thân trên dưới vẫn như cũ bị nhen lửa đến thần hòa. Bất quá chính là đang chậm rãi dập tắt kèm theo thần hòa tắt quá trình. Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng, cũng tự hồ đang không ngừng trôi qua. Từng bước tại cách xa mình, cơ ngưng quang rất rõ ràng, đây là mình nhen lửa thần hỏa sau đó. Tất nhiên mà xong sẽ từ sản sinh kết quả, nàng đốt lên mình thần hòa chính là bỏ ra tất cả thần hỏa dập tắt, nàng liền đem nghênh tiếp tử vong, trừ phi. Nàng hiện tại đem còn sót lại thần hỏa thu nạp đến trong cơ thể của mình. Còn có thể bảo vệ mình một cái mạng, nhưng mà. Cơ ngưng quang sắc mặt nặng nề. Thậm chí cặp mắt trong đó toát ra một tia tâm tình tuyệt vọng tại nàng phía trước. Võ Nguyên khôn nguyên bản át chủ bài. Kia kim loại la bàn đã là bị nàng đụng vỡ nát. Võ Nguyên khôn cũng tựa hồ bị phản vệ đã nhận được trọng thương bất quá tính mạng vẫn là bảo trụ bởi vì kia kim loại la bàn vỡ vụn sau đó bên trong tinh không nhân ảnh điểm ra một vệt tinh quang bảo trụ tánh mạng của nàng xem ra kế hoạch thi hành so sánh ta tưởng tượng bên trong muốn càng thêm thuận lợi hướng theo tinh không nhân ảnh từng bước mở miệng hắn khổng lồ tinh không hình bóng cũng là bắt đầu sụp đổ thu nhỏ thời gian không bao lâu cũng đã là hóa thành nho nhỏ nhân ảnh, đó là một cái da thịt giống như tinh không sinh linh. Bốn phía lan tràn ra đạm nhạt uy áp, đem bốn phía tàng linh quy tắc chi lực đều là bài xích mở ánh mắt của hắn, mang theo uy nghiêm. Quét nhìn bốn phía, trong mắt hắn, tất cả mọi người chung quanh. Đều tựa như là con kiến hôi một dạng. mươi 878, không tưởng tượng nổi biện pháp. Tinh không tộc nhìn thấy cái này da thịt quỷ dị giống như tinh không tồn tại, mọi người ở đây bộ não bên trong đều hiện lên ra ba chữ kia đến từ tinh không vị diện chân chính đỉnh phong chủng tộc tinh không nhất tộc nhìn thấy cái thân ảnh này thời điểm cơ ngưng quang trong mắt hiện ra tự trách biểu tình đối phương át chủ bài rất hùng hậu hơn nữa bỏ ra đại giới cũng là nàng khó có thể tưởng tượng cuối cùng tạo thành cục diện này đầu sỏ vẫn là mình nếu không phải là mình quá tham lam lỗ mãng mưu toan đến mượn dưới mắt cơ hội một lần mở rộng chiến quả nói, liền sẽ không cho đối phương một cái cơ hội như vậy. Liền tính lá bài tẩy của đối phương lớn hơn nữa, không dùng võ chi địa nói. Cũng là uổng phí hết đi, nghĩ tới chỗ này cơ ngưng quang. Đột nhiên hướng phía tiêu vương và người khác gào thét lên tiếng. Thể nội cuối cùng thần hòa cũng là bị hoàn toàn nhen lửa, cơ hồ là trong chấp nhoáng này. Cơ ngưng quang toàn thân trên dưới đều là tỏa ra thần quang, núi cao hư ảnh sau khi vỡ vụn hóa thành nặng nề chi ý gia trì trên thân nàng cơ ngưng quang muốn hy sinh chính mình tất cả đổi lấy mọi người đường chạy trốn mà ý nghĩ của nàng cũng mười phần đơn giản nếu là bản thân mắc phải sai lầm như vậy kết quả liền hẳn đến chính mình gánh vác hụ hụ ha 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 võ nguyên khôn nhìn cơ ngưng quang liều mạng tư thế toàn thân bùng cháy bộ dáng ho khan hai tiếng sau đó thư giản thương thế mang theo cảm giác đau cất tiếng cười to nữ võ thần đế cơ ngưng quang cũng có một ngày này a à, đối phương tại vị diện chiến trường bên trên cho bọn hắn tàng võ mang theo quá to lớn phiền phức vẫn là cái đinh trong mắt của bọn hắn gai trong thịt hận không được đem nhổ ra hôm nay đây rất nhiều công lao rơi vào trên người của mình làm sao không để cho người bật cười thoải mái a à, võ nguyên khôn cũng có thể tưởng tượng đến đến lúc trở về sau đó mình danh tiếng vô hạn cảnh tượng dù sao một lần này hành động bọn hắn tàng võ tam đại hoàng tử chỉ có mình là hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa còn tạo ra khổng lồ như vậy kết quả chiến đấu nếu là có thể đem võ nguyên thần cùng võ nguyên hư lại cho cứu về đi không chỉ có thể thật tốt ghê tởm bên dưới hai người kia còn có thể vững chắc địa vị của mình huynh đệ tương tàn đây không phải là phụ hoàng bằng lòng gặp đến đối với phụ hoàng lại nói thấp như vậy kém cạnh tranh thủ đoạn chỉ là tại hao tổn máy móc cho nên bọn hắn tam huynh đệ khoảng cách với nhau cạnh tranh đều sẽ không nguy hiểm đến đối phương tính mạng cũng sẽ không tổn thương tàng võ lợi ích đem chính mình sinh mệnh lực xem như đèn dầu nhen lửa sau nhỏ yếu hạng người luôn là yêu thích lợi dụng phương thức như thế nghĩ nghịch thiên lật ngược thế cục tinh không tộc kia vĩ ngạn nhân ảnh, trong miệng âm thanh truyền ra ngoài. Chậm rãi mở miệng, hắn kia mang theo tinh quang hai con mắt. Nhìn sông về phía mình cơ ngưng quang, có một ít khôi hài, kèm theo hắn khẽ gật đầu một cái. Cong ngón tay búng một cái, chính là có đến tinh quang thôi sán lực lượng. Hướng phía đối diện cơ ngưng quang bay đi, kia rực rỡ tinh quang giống như là trường hà một. Dạng, phun trào mà đi, tạt vào cơ ngưng quang trên thân, giống như dòng nước một bản phun trào. Tinh quang Trường Hà giống như thật muốn đem cơ ngưng quang trên thân thần hỏa cho dập tắt một. Dạng, cùng lúc đó, cơ ngưng quang cũng là mím môi, mặt đầy không chịu thua quật cường biểu tình. Gầm nhẹ quá trình bên trong, toàn thân bùng cháy thần hỏa. Càng là đang phun trào mà ra, thật giống như nàng đây là tại đem hết toàn lực. Bùng cháy mình cuối cùng hào quang, phanh, tinh quang Trường Hà cuối cùng là cùng cơ ngưng quang. Thân thể đụng vào nhau, lại lần nữa thần văn hóa thành núi cao không ngừng chống đỡ tinh không trường hà lao nhanh, chỉ là kia tinh không khủng bố uy năng. Không ngừng đem kia nhất trọng trọng thần văn núi cao cho mạnh mẽ đụng vỡ nát. Hóa thành rơi giải rác thần văn, tản ra tại phiến hắc ám này tinh không trong đó, cơ ngưng quang. Thân thể, cũng là bị tinh không này khí tức trực tiếp đụng bay ngược ra ngoài. Cả người thần văn hỏa diễm cũng dập tắt, nàng đã kiên trì thời gian rất lâu, đem hết toàn lực chỉ là khi cơ ngưng quang nghiêng đầu lại thời điểm lại kinh ngạc phát hiện tiêu vương lôi chính pháp còn có tiết hán cùng hoàng đạo tôn đều không có rời khỏi vẫn như cũ đồng loạt đứng lặng cách đó không xa vị trí nàng không hiểu đối phương hẳn không phải là loại tình cảm đó dụng sự người vô cùng rõ ràng mình bắt đầu hy sinh chính là chạy chối chết thời điểm vì sao đừng nói cơ ngưng quang coi như là huyết hổ thần đế cũng là cau mày, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Hắn nhìn thấy cơ ngưng quang nhen lửa thần hỏa thời điểm. Liền biết không có cách nào tiếp tục truy kích tiêu vương cùng lôi chính pháp cơ ngưng quang. Bùng cháy mình bộc phát ra uy áp kinh khủng, biết bao kinh hãi, huyết hổ thần đế rất rõ ràng. Đối phương nhất định là nhìn mình chằm chằm, một khi mình phát động truy kích nói. Cơ ngưng quang nhất định sẽ thừa cơ hội này, tìm đến mình lộ ra sơ hở, từ bên cạnh quét tới đem hắn trọng thương thậm chí là chảm sát điều này cũng là vì sao cơ ngưng quang nhen lửa thần hỏa sau đó huyết hổ thần đế không có hành động thiếu suy nghĩ hơn nữa điều này cũng là huyết hổ thần đế sống nhiều năm như vậy tổng kết ra kinh nghiệm vĩnh viễn không muốn xem thường một cái người hấp hối sắp chết liều mạng một khắc cuối cùng cái này nữ võ thần đế cơ ngưng quang di hài để lại cho ta tinh không tộc tồn tại bỗng nhiên là lên tiếng cơ ngưng quang năng lực đặc thù quỷ dị thiên phú tinh không tộc bên kia cũng sớm có nghe thấy rất muốn biết trong đó tỉ mỉ lo lắng duy nhất một chút chính là chết đi sau đó cơ ngưng quang còn có biện pháp giá trị nghiên cứu không có suy nghĩ thời điểm tên này tinh không tộc đã vươn tay ra hướng phía cơ ngưng quang phương hướng bắt tới đã sớm đã nói với các ngươi luyện công không dụng công Đến lúc chân chính cần ngươi đem hết toàn lực thời điểm, liền sẽ có vẻ rất vô lực. Thanh âm đột ngột bỗng nhiên là vang vọng tại phiến tinh không này bên trong, phía trên tinh. Không màn che, bỗng nhiên hơi vặn vẹo, một thân ảnh từ phía trên rơi xuống. Đi thẳng tới chiến trường bên trên, còn không đợi tinh không tộc bắt được người, đột ngột xuất hiện thân ảnh. Đã một cái níu lại cơ ngưng quang sau đó vạt áo đem nàng mang theo trở lại tiêu vương và người khác bên cạnh bị sách theo cơ ngưng quang đã tiến vào sắp chết suy yếu bên trong nàng có một ít mờ mịt đột nhiên này người xuất hiện là ai không chỉ là nàng huyết hổ thần đế võ nguyên khôn còn có một đám tàng võ vị cách thần linh đều rối rít kinh ngạc nhìn đến cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi là ai đây là người nào kia tinh không tộc tồn tại đồng dạng là hít cặp mát Nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện thân hình, không biết rõ vì sao, nội tâm của hắn bên trong cảm giác có một chút xíu không ổn ngay một khắc này. Bọn hắn bỗng nhiên là nhìn thấy Tiêu Vương cùng Lôi Chính Pháp. Hai cái này bỗng nhiên bạo phát tàng linh thần linh, chiến lực đạt đến đỉnh phong tồn tại. Nhộn nhịp ôm quyền hành lễ, hướng phía Tiêu Thiên khom người, sư phụ, đừng gọi, mất thể diện. Tiêu Thiên tức giận nói, đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một giọt máu trực tiếp nhét vào cơ ngưng quang trong miệng, không biết rõ vì sao. Cơ ngưng quang theo bản năng toát một cái âm, khủng bố chi cực sinh mệnh lực trong nháy mắt bộc phát ra. Nguyên bản muốn chết cơ ngưng quang, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng xuyên qua toàn thân a. À. Cơ ngưng quang không nhịn được kêu thành tiếng, toàn thân trên dưới không ngừng bùng nổ ra lại lần nữa thần văn. Chương 879, Cao ngạo tinh không tộc cơ ngưng quang cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng lực lượng thân thể đều là khẽ run lên nhen lửa thần văn đây là bọn hắn thần tộc cấm thuật sau đó nhen lửa mình toát ra cuối cùng hào quang chiêu thức bọn hắn thần tộc chết đi nhất định là tại cuối cùng hào quang chiếu dọi phía dưới trở về với cát bụi trở lại bên trong thế giới này cơ ngưng quang nhen lửa trạng thái của mình cũng không có kết thúc tiêu thiên cho nàng một giọt máu để cho nàng bản thân bùng cháy hầu như không còn sinh mệnh lực, lại lần nữa rồi rào, đây. Là làm sao? Cơ Ngưng Quang cúi đầu nhìn đến hai tay. Không thể tin, còn không đợi nàng kịp phản ứng, Tiêu Thiên lần nữa vươn tay ra. Vỗ nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, một khắc này. Cơ Ngưng Quang chỉ cảm giác mình thể nội nhen lửa thần hỏa công tác. Thật giống như khép lại, lúc trước cho tới bây giờ không có dạng tình huống này phát sinh, phải biết cái này cấm thuật sở dĩ xưng là cuối cùng hào quang, chính là bởi vì một chiêu này. Đó là không có cách nào nửa đường dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh lực của mình. Đang không ngừng bị thiêu đốt hầu như không còn, trước mắt. Sinh mệnh lực của mình không chỉ có được bổ sung. Thậm chí nhảy một cái vượt qua nguyên bản đỉnh phong, thần tộc thiên phú, dựa vào thần văn. Mà phác họa thần văn, cần đúng là lấy sinh mệnh lực đến mày, đến từ tiêu thiên ủng hộ để cho nàng sinh mệnh lực dâng trào, thần văn lại lần nữa phát họa mà ra. Thậm chí cũng sắp muốn vô pháp dừng lại, hết cách rồi, sinh mệnh lực quá mức khổng lồ. Cũng không làm xuất hành vì, liền muốn nổ tung, không nhịn được gào thét lên tiếng cơ ngưng. Quang, đột nhiên chấn động trong tay cự thuẫn. Ẩm ẩm hướng về một phương hướng đánh ra đi qua, đáng sợ thần lực ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Cấu tạo ra lại lần nữa núi cao hình bóng, khủng bố núi cao hình bóng hướng phía ngay phía trước quét ngang qua thiên địa cũng vì đó lay động. Đây giống như phát tiết một dạng công kích trong nháy mắt là hoành khóa tinh không? Mạnh mẽ đụng vào này tàng võ thần linh đám người trong đó, những cái kia tàng võ thần linh. Thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền thấy phô thiên cái địa mà đến núi cao hư ảnh. Ngay đầu oanh đập tới, nguyên bản. Bọn hắn còn chưa làm chuyện thẳng đến sơn nhà kia hư ảnh đến bên cạnh thời điểm. Bọn hắn mới khinh khủng phát hiện trong đó tích chứa khủng bố uy năng trong đó khủng bố lực lượng không chỉ có bọn hắn trong ấn tượng cơ ngưng quang công kích phương thức trừ chỗ đó ra còn có một cổ khí tức vô hình tích chứa tại đây thần văn núi cao hư ảnh bên trong cơ hồ là tại đây như núi cao hư ảnh đến trước mặt bọn họ hơi thở kia trong đó tích chứa uy áp kinh khủng mới hoàn toàn bộc phát ra giống như là một tầng bóng mờ bao phủ tại trên đầu bọn họ giống như thâm thúy hắc ám đem bọn hắn đuổi theo không liên hệ cho hoàn toàn chặt đứt thậm chí cùng trong cơ thể mình thiên địa đại đạo đều có chỗ chặt đứt phanh 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 cơ hồ là như vậy trong nháy mắt những này đến từ tàng võ vị cách thần linh nhộn nhịp miệng phun đến máu tươi bay ngược ra ngoài thậm chí còn đã tạo thành liên tiếp phản ứng dẫn đến không ít tàng võ vị cách thần linh khí huyết sụp đổ thật giống như bị ảnh hưởng đến liên xuyến một dạng nhìn kỹ có thể rõ ràng nhìn thấy Đến từ cơ ngưng quang công kích chấn động khí tức còn có thủ pháp. Giống như là đem tất cả mọi người bọn họ đều thâu tóm tại bên trong một dạng. Rất là đặc biệt, sơn trọng ái mộ phía dưới, bản thân liền là chấn thiên hám địa. Ảnh hưởng đến bốn phía, thần văn cấu tạo mà thành núi cao hư ảnh thế công. Giống như là nước gợn một dạng, đồng thời như cùng sóng gợn tầng tầng chồng chất. Từng trận, nếu như bình thường, cơ ngưng quang nhất định không có cách nào phát huy ra công kích kinh khủng như thế, chính nàng phát tiết sau đó. Đều không thể tin nhìn trước mắt hết thầy các thứ này, hoài nghi có phải hay không tự làm ra. Dù sao, đi qua nàng, bản thân chỉ còn thiếu tấn công thủ đoạn. Tự tiện phòng ngự một đạo này, hôm nay nàng công kích này, cư nhiên là một hơi. Đem nhiều như vậy tàng võ vị cách thần linh đánh người ngã ngựa đổ. Bất khả tư nghị, cho dù là cơ ngưng quang mình, nhìn thấy hết thầy phát sinh trước mắt. Đều là trợn to cặp mắt, không thể tin, chàng diện. Một lần lâm vào một cái không khí quỷ dị trong đó, chấn kinh ở tại thực lực của chính mình bạo. Tăng chuyển biến cơ ngưng quăng, không có tiếp tục thừa thắng sông lên. Mà là nghiêng đầu liếc nhìn bỗng nhiên xuất hiện tiêu thiên, trong tâm kinh hãi đồng thời. Càng là hiếu kỳ quan sát đối phương, một cái khác một bên. Một cái kia cái tàng võ thần linh cũng là thong thả lại sức điều chỉnh thân hình của mình bọn hắn nhộn nhịp ngẩng đầu liếc nhìn cơ ngưng quang lại nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân huyết hổ thần đế càng là sắc mặt âm trầm thần sắc ngưng trọng không ít đây là một cái biến cố mà hắn ghét nhất đồ vật chính là cái này không chỉ như thế rất khiến huyết hổ thần đế để ý một chút chính là kia tiêu vương còn có lôi chính pháp tại tiêu thiên xuất hiện trong nháy mắt đối với hắn một mực cung kính bộ dáng lúc nào tàng linh trong đó xuất hiện dạng này một vị tồn tại đi qua tình báo bên trong vì sao cho tới bây giờ không có sự hiện hữu của hắn mà kia tinh không tộc hóa thành thân ảnh đồng dạng là nhiều hứng thú hướng phía tiêu thiên phương hướng nhìn sang thật giống như nhìn đến cái gì hiếm đồ vật quan sát không thôi đột ngột xuất hiện tiêu thiên lúc này đem tất cả lực chú ý hấp dẫn qua đây cuối cùng vẫn là cái này tinh không tộc thân ảnh, dẫn đầu mở miệng trước phá vỡ trầm mặc rất. Thú vị, không nghĩ đến tàng linh trong đó còn có cất giấu cao thủ. Tinh không tộc thân ảnh vẫn như cũ cao to vô cùng. Toàn thân quanh quẩn tinh quang hư huyễn thân ảnh, tại đây hắc ám tinh không phía dưới. Giống như là thần linh đang quan sát đến nhân gian, hắn cúi đầu xuống. Quan sát đến Tiêu Thiên, thật giống như tại thưởng thức sủng vật gì một dạng chỉ là một giọt máu, liền dành cho đối phương nồng đậm sinh mệnh lực. Xem ra tại trong cơ thể của ngươi, có đến khổng lồ sinh mệnh khí tức tu. Hành là nhục thân sao, như thế tu hành phương thức thực sự có thể có được vô cùng cường đại. Thân thể, cũng có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến lực, xem. Ra, hai cái này tàng linh hạng người thực lực bỗng nhiên bạo phát. Cùng ngươi là không thoát được quan hệ, bất quá rất đáng tiếc, như ngươi vậy con đường tu hành cuối cùng là sai lầm. Không phải kế hoạch lâu dài, kèm theo cảnh giới tăng lên, sẽ càng ngày càng phát hiện. Tu hành đại đạo chi lực tồn tại, đối với lực lượng. Quy tắc ứng dụng sẽ lô hỏa thuần thanh, hơn. Nữa đến cái khác vị diện, cùng cái khác tồn tại giao thủ thời điểm. Không đến mức bị đối phương đại đạo chi lực áp chế, tỉ. Như ta hiện tại ngược lại có thể điều động một phần các ngươi tàng linh vị diện thiên địa quy tắc chi lực ngược lại đối với ngươi tiến hành một cái áp bách như vậy thân là chuyên môn tu hành nhục thân lực lượng mãng phu có biện pháp gì có thể cùng ta chống lại sao kèm theo cái này tinh không tộc thân ảnh rất tiếng hắn chậm rãi huy động cánh tay hướng phía trước mặt tiêu thiên nhấn tới trong phút chốc thiên địa đại động quy tắc sụp đổ nhảy vọt lên cao che khuất bầu trời tinh không màn che bên trong không ngừng có đến tinh quang trong ánh lấp lánh, tuột xuống xuống phía dưới rơi xuống đến. Phảng phất tinh thần rơi phàm trần, đất trời bốn phía quy tắc chi lực. Cũng là không bị khống chế hướng phía bên này đè ép qua đây, tinh không hư ảnh. Mang theo nụ cười âm thanh cũng theo đó vang dội, đến đây đi. Phản kháng xem cho ta một chút, ngữ khí tràn đầy khôi hài. Chương 880, bắt chẹt Vị này đến từ tinh không tộc hư ảnh phi thường kiêu ngạo cũng không có đem cái này bỗng nhiên xuất hiện tiêu thiên đặt ở trong mắt của mình bên cạnh huyết hổ thần đế trên mặt đồng dạng xuất hiện đùa cợt biểu tình hướng phía bên cạnh cách đó không xa tiêu vương còn có lôi chính pháp nhìn sang ta vốn đến tưởng rằng trong tay của các ngươi có gì không bình thường át chủ bài không nghĩ đến vừa vặn chính là dạng này mà thôi sao chuyên môn tu hành nhục thân khó trách có thể nhanh chóng tăng thực lực lên các người tàng linh thật đúng là kiến thức nông cạn vì nhất thời sắc bén triệt để từ bỏ tương lai khả năng a nói đến cái địa phương này huyết hổ thần đế đó là diễu cợt đến không ngừng lắc đầu phảng phất là thấy được một chuyện tiếu lâm nguyên bản còn kỳ quái các ngươi rốt cuộc là đường chết gì thật là không có nghĩ đến các ngươi sẽ đi con đường này ngu xuẩn a huyết hổ thần đế lại nhảy không ngừng cảm khái không thôi ở trong mắt bọn họ chuyên môn tu hành nhục thân đó là tiểu đạo. Thậm chí là bằng môn tả đạo, không tiếp nhận ngộ thiên địa, không cảm ngộ đại đạo chi lực. Đem thiên địa dung nhập vào bản thân tu hành. Cảm giác học tập cái thế giới này căn bản, đến lúc vị diện chiến tranh mở ra. Cùng cái khác vị diện chém giết thời điểm. Người dựa vào cái gì cùng người khác đấu, khi người khác dùng sức số lượng bản nguyên. Dùng thiên địa đại đạo quy tắc chi lực tới áp chế ngươi thời điểm dùng cái gì đến phản kháng đáng thương nhục thân sao địch nhân dùng căn bản nhất lực lượng đối với ngươi tiến hành một cái áp chế thời điểm cho dù ngươi nhục thân cường độ mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại chỗ bị đánh bất quá đến lúc huyết hổ thần đế lời nói xong sau đó cũng không có nhìn thấy trước mặt tiêu vương còn có lôi chính pháp trên mặt toát ra cái gì dư thừa biểu tình ngược lại đối phương hướng phía mình nhìn tới ngay trong ánh mắt có dạng này từng tia thương hại đặc biệt là tiêu vương huyết hổ thần đế không thể nào tiếp thu được đối phương dùng dạng này ánh mắt nhìn đến mình phảng phất là nhìn đến một cái kẻ đần độn hơn nữa đối phương nhìn như vậy bản thân cũng coi thôi đi như thế nhìn mình chằm chằm còn không nói chuyện để cho huyết hổ thần đế trong tâm không khỏi phiền não trong miệng càng là không nhịn được gầm thét lên tiếng người đây là ý gì chẳng lẽ ngươi còn đắm chìm trong mình trong ảo tưởng cảm thấy không sai sao kiến thức nông cạn tiêu vương không nói nhiều cái gì chỉ là đem huyết hổ thần đến lời khi trước trả lại cho hắn ngay tại hắn nói thời điểm một cái khác một bên đến từ tinh không tộc hư ảnh tấn công cũng là ầm ầm rơi xuống liên tục không ngừng đập vào tiêu thiên trên thân kia ẩn chứa quy tắc áp chế lực tinh quang tại tới trước quá trình bên trong thời điểm đã biểu dương đưa ra khủng bố uy năng, chỗ đi qua không gian. Đều giống như là bị tinh quang bị phỏng nhen lửa. Có thể thấy trong đó tích chứa uy năng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố mà mang theo cực kỳ đáng. Sợ quy tắc áp chế lực, lực sát thương kinh hãi tinh quang. Hung hăng đập vào Tiêu Thiên trên thân. Gần trong gang tất cơ ngưng quang đều không thể kịp phản ứng. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính là muốn thi triển mình Thiên Phú thần thông đối với tinh quang bên trong quy tắc chi lực tiến hành phản chế, chỉ là khi nàng năng lực thiên phú đến gần tinh quang thời điểm, cũng cô cùng kinh ngạc phát hiện, vô dụng, mình lấy làm kiêu ngạo. Từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi thiên phú, một khắc này thật giống như bị hạn chế một dạng kia trên ánh sao. Tích chứa vị diện khác quy tắc căn bản không thể phản chế, rất nhanh. Cơ ngưng quang liền biết tại sao, bởi vì nàng cảm giác được kia trên ánh sao tầng ngoài nhất mặt ngoài dĩ nhiên là có đến tàng linh quy tắc chi lực nàng con ngươi có rút liền vội vàng hướng phía bên cạnh tinh không tộc hư ảnh nhìn sang nội tâm kinh hãi vì sao đối phương có thể làm được loại chuyện này vậy mà còn có thể khống chế thuộc về bọn họ thiên địa quy tắc chi lực cho nên để ngăn cản mình thiên phú thi triển tác dụng làm sao bây giờ cơ ngưng quang trong lúc nhất thời có một ít tay chân luống cuống cảm giác sâu sắc vô lực, nàng cắn chặt hàm răng, thể nội thần văn lần nữa bắt đầu thắp sáng. Sắp bùng cháy, kế trước mắt, nàng có thể làm cũng chỉ có cái này, nếu đây bỗng nhiên xuất hiện người cấp cho. Nàng sinh mệnh lực, như vậy thuận tiện lấy này. Đi cơ ngưng quang cái trắng sáng bóng bị người nhẹ nhàng gầy một cái. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy người xuất thủ chính là tiêu thiên, ngươi. Lại muốn làm cái gì, vừa chữa khỏi ngươi lại liều mạng, tiêu thiên dòm trước mặt cơ ngưng quang có một ít không hiểu ngươi là thật không sợ chết à cơ ngưng quang trợn to cặp mắt nhìn đến trước mặt tiêu thiên từng bước kinh ngạc há miệng trước mặt tiêu thiên toàn thân tắm mình ở đó khủng bố tinh quang bên trong nhưng áo khoác phiêu động lại không bị thương chút nào thậm chí còn có lúc nhàn rỗi công phu cùng với nàng tại nơi đây tán gẫu tinh quang lực lượng từng bước tiêu tán tiêu thiên vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ cùng người không có sao một dạng trong lúc nhất thời xung quanh hoàn toàn yên tĩnh tinh không tộc hư huyễn hình người đồng dạng đang dùng ánh mắt kinh hãi hướng phía tiêu thiên phương hướng nhìn tới vì sao chuyên chú vào tu hành thân thể người theo đạo lý là không có cái năng lực này mới đúng đối mặt đến từ thiên địa quy tắc áp chế tiêu thiên hẳn đúng là không có bất kỳ năng lực phản kháng Bị sống sờ sờ chấn áp tại tại chỗ mới đúng, vì sao, trước mắt hắn còn tại nhảy nhót vui vẻ, cái. Này không đúng, tinh không tộc hư huyễn thân ảnh khẽ quát một tiếng, lại lần nữa vươn tay ra. Hướng phía vùng trời chiêu dẫn mà tới, tinh quang thôi sán màn tre bên trong. Không ngừng có đến giống như sao băng một dạng hào quang rơi xuống phía dưới. Liên tiếp hướng phía tiêu thiên phương hướng nện vào mà đi, mỗi một đạo tinh quang tích chứa lực lượng cũng để cho ở đây người cảm thấy chấn nhiếp. Nội tâm đều có một cổ cảm giác vô lực đối mặt dạng này tinh quang. Bọn hắn không có một chút năng lực chống cự. Mà đúng là như vậy khủng bố tinh quang bộc phát ra sau đó. Nhộn nhịp đập vào tiêu thiên trên thân thì triển tinh quang rơi xuống tinh không tộc hư ảnh. Thân hình đều là trong suốt rất nhiều, thật giống như bị tổn hao không ít lực lượng, hiển nhiên. Hắn bỏ ra đến đại giới, cũng không thoải mái, đông. Đông, đông kèm theo những này tinh quang rơi xuống, đánh vào tiêu thiên trên thân. Càng là đốt lên hỏa diễm, những này liệt diễm phiêu động phía dưới. Bên trong đồng dạng là có đến tinh quang đung đưa. phảng phất là đang động lắc tiêu thiên tâm thần, kèm theo những này tinh quang lấp lóe mà ra sau. Đó, tiêu thiên sóng linh hồn đều là chấn động lên, bên cạnh tinh không tộc hư ảnh nhìn đến một. Màn này, cũng không tin tiêu thiên có thể chịu nổi, tinh không này quy tắc oanh đập phía dưới không chỉ là thân thể cần tiếp nhận trong đó khủng bố uy năng càng là sẽ lay động linh hồn dao động đối phương vào giờ phút này đang thừa nhận linh hồn bị phỏng thân thể hao tổn tại này đôi trọng thế công phía dưới đối phương muốn bình yên vô sự tuyệt đối không có khả năng vù vù rực rỡ tinh quang liệt diễm phía dưới thừa nhận cháy tiêu thiên vẫn như cụ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích còn giơ tay lên đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ lên, rất ấm áp, cảm giác còn rất thoải mái. Tiêu Thiên thả tay xuống, nhìn đối diện tinh không hư ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười. Người bản lãnh này gọi cái gì, rất không tồi a, à, phanh, hướng. Theo Tiêu Thiên rất tiếng, toàn thân trên dưới tinh quang liệt diễm cũng là tiêu tán theo mà. Ra, không thấy tung tích hơn nữa, nhẹ nhàng vẫy tay, vùng trời bên trên tinh không màn che đến từ vị diện cao hơn quy tắc chi lực bị hắn nắm ở trong tay bắt đầu xoa nắn lên